chưa? Chào cả nhà nhá. Anh em lại tiếp tục chương trình lại đến hẹn lại lên đây. Tại đây là đằng sau mình đây cũng là nếu mà để mà cứ vẫn cứ mà mặc cả thì đằng sau mình còn lâu mới lên được. Sau mình đây nên các đại ca vẫn nên mua bán. Từ sáng giờ là cũng loàng hoàng thì cũng giải quyết được khối việc rồi. Hôm nay là mình cũng không mua được nhiều đâu. Mới mua con chim Việt tối qua con biển 18 hôm qua thôi. Anh em ai trên này anh em gặp nhau chào nhau cái trên này nào. Để mình cũng vào live để tiếp tục này. Đây đằng sau là một anh đại ca bán SH này. Một chiếc xe đây, hai xe Jim này. Cũng không có nhiều xe ngày nay, không có nhiều. Đây, anh ra đây em mua cái xe của anh vậy. Không anh ơi, em dắt cái xe ra. Ok, để em dắt cái xe ra nhé. Ôi. Đợt này nhân viên, nhân viên tình hình nhân sự là... Không phải, cơ bản là nó thật ra kinh doanh nó không được thu nhập, nó không được lắm. Nhân viên cũng thuê ít đi. Anh chào anh, các anh trên này đi. Chào tất cả nhá. Em xin chào, em cài mic cho anh ở đây. Ok. Đấy, xe trên xem. Vâng, ok. Em xe là ui, xe kêu thu thít lắm. Thu thít à? Đàn bản đi ít anh xem. Anh giới thiệu anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là Hiếu. Hiếu ở đâu anh? Tôi ở Tuân Thất Thuyết này. Anh Tuân Thất Thuyết ngay đây. Ngay đây. Anh Hiếu có thể bỏ khẩu trang cho để anh em cho nó nhìn rõ, cho nó hoành tráng ngay. Rồi. Rất trời. Lừa Covid. Anh Hiếu đến bán Covid. Cẩn thận. Covid còn lâu, em thật em có bị Covid đâu. Không, cẩn thận. Hiếu bị một lần rồi, ui đau hết người. Đau hết người. Đau lắm. Anh phải chịu khó ăn tỏi vào, chịu khó xúc nung muối thường xuyên vào. Tỏi á, dùng đề cao. Các đại ca đây, hầu như á. Mẹ ngửi tỏi, uống tỏi. Nhưng mà không, uống vừa thôi. Đây dùng đề kháng thứ nhiều lắm. Đây chả có tí đề kháng nào, em có mấy củ khoai. Đây chỉ có đề kháng mấy củ khoai luộc với mấy bắp ngô. Tao phải đề kháng gì mà mấy em Kiên cứ nói phải giải quyết. Thế mà cứ nói thế thì chết. Ông nói là xã hội, xã hội là cứ đi bán khoai. Bây giờ ăn nhiều cũng chết. Ăn nhiều cũng chết, uống nhiều chết. Đúng rồi, nói nhiều. Vừa đủ thôi. Nói nhiều cái chất gọi là chất tăng trọng nguy hiểm. Đấy, đầu vào đầu ra nó phải cân đối. Các sếp giờ bia rượu cứ bú lắm vào, nhiều lúc mẹ mệt lắm, mẹ nhiều lúc một ngày đẹp rồi bác sĩ bảo tiểu đường thôi là thôi mẹ vất vả đấy. Để anh cứ lổ xem. Cảm ơn 213 người đang xem nhá. Ok, chào Đức Gia nhá, lại lên rồi. Em chào anh em, chào các đại ca. Lại chào này. Tiếp à? Trần Văn Tiến. Chào anh nhá. Đây em trên này, chất rộng trời phú đấy, Trần Văn Tiến. Đi sang, sao chào chủ thớt. Trung Thành, thấy thông báo đã có 106 nhanh thế, đúng rồi, ok các Hán Nguyên anh kia là gốc. Cơ bản là cũng các sếp cũng đã bấm vào theo dõi mà. Trên này nha, trên này toàn các lãnh đạo ấy. Toàn các chủ doanh nghiệp hết đấy. À vâng chú ạ. Vâng vâng. Thế chú... Đại ca Nguyên Viện Kiểm sát tối cao. Chú... À không, nhưng mà chú là con chú luôn. Đại ca đây cũng xem live đấy, trong đại ca này đang mua xe... Xe Novo ông quay. Đại ca mua Novo ấy nhá. Viện kiểm sát chỗ nhà em ngay đấy. À, anh nghe tướng thuyết đúng không? Cư mà nhìn sang. Ok, cảm ơn 309 người đang xem nhá. Chào Phương ta. Huy Phong ta. Ok anh em xin lỗi anh là đây anh em lại vào chuyên môn tí lát lại chào anh em tiếp trên này. Ok ông anh. Ông anh ra con này là bao nhiêu đây? Đấy em có biết gì về giá đâu, phải xem anh kia em giả nó bao nhiêu ưng là anh là mua từ mới đúng không? Dạ. Con này anh mua từ mới đúng không? Vâng. Anh mua lại rồi. Mua lại. Đổi biển mua lại rồi. Mua lại nhưng mà cái hồi đấy mua đắt lắm. Hồi đấy mua mấy chục anh? Mấy chục cái nào được, mấy chục. À, đi ra, em ra. Đây, ra đây nè. Hay gì em? Ok kêu, anh kêu cút thiết luôn anh thường anh okay. Anh Kiên ạ. À. Anh Hiếu nhỉ? Anh Hiếu ra bao nhiêu? Anh Hiếu ra bao nhiêu con này? Thu thiết đúng con này, máy thu thiết đấy. Đây máy thu thiết. Đầu máy 01001. Em nó đời tương đối sâu không cao, đời 2506 thôi. Nhưng máy giữ nhỉ? 2006. 2006. Vâng. 2006 thì đúng. Anh bán bao nhiêu đây anh Hiếu? Không, về Hiếu có biết buôn bán xe đâu anh Kiên. Cho lên trên này cho nó gọn gàng, nó xe cộ cho yên chí. Đấy, vỉa hè, phố Châu Hà này vỉa hè nó không được rộng lắm đâu.
Tại vì mỗi anh em nó lấn ra tí giờ là nó hơi mèo. Xem anh Kiên giả như nào cảm thấy ưng được thì bán. Thôi rồi giải quyết cho anh em. Máy thu thít luôn đấy, máy máy thu thít đấy, con này không, con này máy được. Rồi anh Kiên ơi, đi cứ đổ xăng đổ dầu đi thôi, không vấn đề gì cả. Thôi giải hiểu 35 triệu. Thế thôi á. 206 thế thôi. Ôi. Chết thật. Chết thật giật mình tôi thế thì mà. Bây giờ không bằng cái xe ấy à, xe Way à. Nói dòng dòng xe này nó chỉ đi với người hoài cổ thôi nhiều ạ. Có anh còn 125. Hả? GF của anh 125. Thế anh em tới kinh doanh cho nhìn sổ đầu máy là biết. Chưa còn phải nhìn đăng ký. Và anh 125. Thôi câu chuyện không trông. Cảm ơn. Vâng. 425 người đang xem nhá. Nguyễn Anh Toàn có con iPad đời 10 được hơn 2 vạn được bao nhiêu ơi. Nguyễn Anh Toàn ơi, dòng này nó tầm khoảng nếu xe đẹp hơn 2 vạn thì mà 24-25 triệu nhá, xe đẹp. Anh Toàn nhá. Dòng đấy em thích lắm. Anh em thủ tục anh ra bao nhiêu thôi anh em mình cứ phải đo nhau. Nhưng mà anh giả thế. Không, em cứ đưa ra giá còn có chênh lệch nhưng mà anh khoảng bao nhiêu thì anh em vào việc. Bởi vì anh cho em đặt giá thì em cứ đặt. Còn qua quan điểm của anh lại là quan điểm của anh. Mua chứ. Gần 100 triệu bán thế thì có phải để đi một thời gian nữa. Mua gần 100 triệu là anh mua cái đây 10 năm rồi. Không, mua 6 năm. 10 năm rồi thì gần 100 triệu thì giờ mỗi năm thì trừ đi 20 là đúng rồi nhé. Thế thì chết. Chục 15 triệu. Thế thì chết. Thế thì để anh Kiên đi một thời gian nữa. Thôi rồi để em xem xe nhé. Để em bây giờ chắc là em nghĩ là bây giờ anh đang kỳ vọng đang cao. Em cũng chưa mua được anh. Em cố gắng em cân giá tối đa để em báo giá. Xong là anh tham khảo. Ok, được anh bán. Có thể bây giờ anh không bán, lúc khác anh bán đi em. Bởi vì nhà hiếu ngay đây mà. Nhà anh ngay đây. Xem like của anh Kiên thỉnh thoảng xem. Trước kia nhá, còn đưa em vào đấy mua cái SH1R của anh á. À vâng. Vâng. Bây giờ SH1R giờ lại. Hôm đấy không gặp anh, gặp đúng ông em gì này. Vâng vâng. Đội. Cách đây 2 tháng nó cùng. À cái đây 2 tháng rồi. Dạ. Cái đây 2 tháng rồi. 2 tháng. Rồi. Tôi cứ muốn vào gặp anh Kiên để giao lưu. Giao lưu. Không gặp. Gặp nhưng mà vấn đề là giá phải tôn trọng thị trường. Anh đỗ bên kia cho em xem cái máy. Xin lỗi các sếp đi, cái dòng SH này là phải xem gầm. Dòng này phải hơi lộn gầm một tí. Anh quay đứng bên này chứ. Anh đứng bên này để em đem nghiêng cái xe. Không có đoán sai là phát là ăn đòn ngay. Vì vừa rồi bảo Kiên giả giá đấy. Anh đứng sát vào xe đấy. Anh đỡ chưa. Dòng này chỉ mình xem tác phong mấy cái là ra nhiều ông tháo lốp tháo bưởng nữa là làm cái gì. Con này ướt, nó cũng ướt rồi. Thôi xe của anh cũng buông bán cứng xe, thôi em bảo đấy nhá. Xe nguyên đấy. Em bảo nhá, thôi em chắc là em chưa mua được anh rồi. Vì em mua quen cảnh rồi. Nhưng mà máy chuẩn lắm. Máy SH đấy. Nhập thì đừng hỏi. Hỏi gì anh em hỏi gì. Đúng rồi. Bây giờ em bảo nhá, bây giờ thì em cũng quen cái cảnh rồi. Bây giờ bác mới bắt đầu mới có ý tưởng ra đây. Mà mình cũng chưa được cái một xe nó gắn bó mình lâu năm rồi mình không thể đấy. Bán ngay được. Đúng rồi. Thì thôi mình cũng phải dò min tí. Cũng chia sẻ với Hiếu là mình phải có dò giá. Mình bao giờ mình cảm thấy giá nó phù hợp thì mình chơi. Đúng. Thế theo em nhá, anh giải quyết cho anh con này 40. Rồi. Nếu con này 125 thì mua này thêm được 5 triệu nữa. 5-7 triệu nữa. 40 thì bây giờ thì để đi đổi cái xe bé này không. Thôi mình đừng so sánh. Không được Blade. Anh cũng để so sánh được. Anh mà so sánh thì người ta mua hết xe mới, người ta không còn mua xe cũ. Đấy. Anh so sánh bây giờ mình phải nghĩ này. Tôi bỏ ra 44-45 triệu cái xe này, tôi được hưởng cái gì? Bây giờ nó phải chỉ được thế này thôi. 206. Wow, 206 lâu thế, cổ rồi, đúng không? Thế tôi ý tôi là tôi không có tiền 70-80 triệu, 100 triệu mà tôi phải mua con ít tiền hơn, con 206 thôi, kiểu hiểu. Ít đi. Chúng con của anh là giữ gìn, chỉ mà thì tôi chất em mua từ nhà đến cơ quan. Cảm ơn 657 người đang xem nhá. Ok, nhất vào bao tiền con đấy. Ừ được, vòng đấy. Anh em thủ tục tôi nhanh vì đây em hiện tại là các sếp rất đông. Anh Hiếu. Vâng, thế thì để một thời gian vẫn phải nghiên cứu đấy. Nói chung là các sếp trên này không phải dạo trước ra đây tham khảo cũng không sao. Vì là anh ra đây thì các sếp có những xe bởi này thì rất giá đi ít đó. Muốn để cho anh xe đi ít. Vâng. Lãng phí, không đi thì tự nó lỗi đời. Con này là xe đi ít chứ phải xe không đi nhá. Quý là quý. Đúng cái rồi. Xe để dụ phòng khách không đi bao giờ, không dám đi nhá. Xe đi ít vẫn chưa phải là đi. Đi ít. Cái gì đấy? Đấy, kêu thú thí. Này hết ngoài á, hết điện à? Rồi xong hết rồi. Thôi thế rồi nhỉ. Thôi lúc cuộc đời nó không phải là anh em cũng phải thôi không em nghĩ là
Đấy, em đưa ra cái giá đấy, nhưng mà anh bán ấy thì em chỉ cộng mấy triệu thôi, thật ra giá nó có mặt bằng rồi. Anh thì anh có thể không hiểu, nhưng mà giá bọn em nó nằm trong tay bọn em, nó là giá vàng rồi. Chia sẻ với anh, nó là Bảo Tín Minh Châu rồi, nó là giá vàng rồi, nó là giá 65 triệu một lượng, là nó là thế rồi, nó lên xuống hay không nó là thực tế rồi. Và câu chuyện đó là thực tế. Nếu mà em ở đây, anh em ở các thợ trên này biết là bọn em đã đưa ra giá hầu như chuẩn. Đây các thợ đây này, anh nhìn theo dõi anh trước, anh nhìn các thợ này, thợ là phải bấm giá của em, tức là mình có một cái giá chuẩn, tức là mình cũng không phải nói là mình khẳng định, nhưng mà bản thân em đã biết giá. Cái xe này của anh bán ra cửa căng ngoài 40, em bán ra, anh bán ngoài 50 không ai bán đâu, không ai mua đâu. Đấy, cái đấy câu chuyện nó là thực tế. Còn đồng ý là bác có nói gì thì nói, xe của anh tốt mới được thế, không có dòng này bây giờ có hai mấy anh nhá. Dòng này xin thưa với đại ca nhá, bây giờ có hơn 20 thôi, 22, 23. Xe của anh đẹp mới lên được thế. Em tặng luôn cho bác gần 20 triệu. Cái xe này bây giờ có 23, 24 thôi. Xe lắp ráp xấu. Vẫn chưa được đúng không? Đấy, thuyết phục cũng không xong. Ok, cảm ơn anh nhiều nhá. Ok, cảm ơn anh. Mong anh đấy không. Về bảo chị bảo mẹ ra kia đúng giả có 40 thôi. Thế thôi. Mà ông nào giả 42, 43 bán anh nhá. Ok. Anh Hiếu chào anh em trên này nhá. Cảm ơn nhá. Vâng. Rồi ok. Đức em dắt xe xuống cho anh Hiếu thôi. Đây là anh Nhất nhá. Ok, đây là đại ca gọi là anh Nhất. Anh Nhất chào 723 người đang xem trên này cả. Ok. Hùng Nguyên, Nguyên Thái. Hiện tại Nguyên Thái không còn Hùng Quỳnh Nguyên nhá. Cái này đăng ký 22. Anh đi nhá. Vâng. Ok. Vâng. Đăng ký 2022 chạy 1000. Rồi, bao nhiêu? Em xem đi, nó chốt ra là 45 triệu. À, 45 triệu. 45 vành to rồi. Nó mới tinh đời. Vành to rồi, không được. 22. Vành này vẫn vành bé chưa được. Con này không làm được. Chạy mới có 1.500. Nghỉ. Không, xe này mới. 42 triệu. Chắc chắn là anh trên kia. Lên 500 cây, cảm ơn 450 người đang xem nhá. Chào Khải Nguyên nhá. À, Nam chia sau, ông Kiên mua được giá đấy, Nguyễn Huy cả ngố. Quang Huy, quả xe ngon đấy, đúng rồi Quang Huy ơi, xe đấy cũng được, nhưng mà nó không thể mua giá quá được. Em ơi, đứng gọn vào, đừng đứng xe. Nó chất thì anh mang. 42 triệu nhá. Chắc nó không. Ok, chào Tuyết Nguyễn nhá. Hải Minh Long mới bán con cà phê 12/19 có 32 triệu, biết lên bán cho anh Kiên. Ừ, Lê Hải Long. Nhưng mà nói chung là 32 thì nó là giá 32 chẳng hạn, nên tùy xe. Nhưng xe chất nó vẫn có giá trị nhá. Cái xe nó xấu thì nó chung không có giá trị. Con này thì chả chê được vào đâu. Mới chê giá thôi. Thôi đúng rồi, không chê vào đâu, đúng rồi. Mới này nó mới mua. Tháng mấy không ai. Anh nhìn 22 thì anh không biết tháng mấy. Con này biển Hà Nội nhá, các xem nào có những chiếc xe sẽ biết giá thị trường. Giá khu vực chợ xe này nó là thế đấy. Vì nó con này biển Hà Nội chứ biển ngoại tỉnh nó rẻ hơn. Đấy, Hà Nội ngoại tỉnh nó rẻ hơn tầm khoảng 4-5 triệu. Nó 29 đất Hà Nội đắt hơn. Đất ở tỉnh khác thì nó rẻ hơn tí. Đất thủ đô bao giờ nó đắt hơn tí. Xe nó đắt hơn. Giải quyết đi. Chắc không được đúng không? Lê Đạt con AB210 đi 4 vạn. Ok, Lê Đạt ơi, có gì thì gửi ảnh cho em nhé. Nhìn thu thít nhé, ok. Lê Mạnh Cường. Em xem đi trong Nguyễn Điệp, một thời gian khó, một thời để nhớ. Đi anh. Anh like con SH nhập 150 đi anh. SH nhập về nhôm kính Thảo Tiến. SH nhập về đằng này vừa rồi mình có like rồi đấy. Không xong luôn. Không xong. Không. 425 xong không? 43 xong không? 43 thì phải là quay. Đấy, nếu mà 44 thì anh đã. Tháng mấy 2022? Chắc là nó chỉ cách cái vài tháng. Nó bây giờ ok, mua anh 43 triệu. Nhá. Anh Nhất bây giờ xe chưa mua nhá, đang mà khách đang đến bán, nhưng mà cái là chưa mua. Chưa chốt đâu. Đấy, ok, đang chốt cho anh Nhất. Anh Nhất chào các đại ca như này. Chào anh em nhá. Vâng. Xe nó mới, thì xe đẹp cho nên giá nó hơi cao. Như anh nếu mà chốt được thì này. Không sao. Nhá. Ok, thì nó cao thì mình mua cao, tiền nào của nấy. Đây là cũ quá. Con này mới anh của anh à? Đâu, mình có xe cũ của cháu. À. Rồi rồi. Bảo lấy con 11 con nào? Mới mua đấy. À, con cúp đấy, con cúp đấy á. Mới nhất thì sẽ cúp tối qua vừa mua. Đó, thế chân, con này 2020 vừa mua xong. Xe đắt lắm bây giờ, xe cúp đắt lắm. Cúp đắt. Ông đứng đâu này. Hôm kia định ra mua mấy con thấy trên mạng, con đưa mấy cái xe mới ra lại chẳng có chỗ nào nữa. Không, để đưa
em đã lên live đầu nhưng các anh ấy diều là đến lấy hoặc cọc đấy. Bởi vì nó thật ra con cúp đấy là 2020 mới đi 2000 hôm qua vừa mua, tối qua em mua chia sẻ anh em mua là 1005 rồi, tôi giải quyết cộng 1 triệu, anh bảo bao nhiêu 7 thôi và cộng 1 triệu thì anh giả 11 triệu cũng được, nhưng mà nó ít quá, nó nhạt, nó nhạt quá anh em ạ, rượu vào uống nhạt, pha nhạt. Con đi 20 mà anh nhập vào 15 là cao đấy. Bây giờ đắt rồi. Nếu mà anh mua cái thời Covid, em mua đợt vừa rồi cái lô Covid thì rất rẻ. Nhưng bây giờ sang bây giờ anh bảo bắt đầu các cháu vào học nó thúc lên. Ngoài ra các chỗ nó thúc lên thì có phải nguyên mình một mình thúc đâu. Bản thân con đấy em phải tranh đấu em mua đấy. Vô tranh vô mua nhưng mà xe nó ngon, máy nó như mới. Đây bên cạnh đấy, xe biển 18 hôm qua nhá, các sếp cho ông quay cho con xe này. Đây. Ông quay con xe này hôm qua nhá. Hôm qua Việt là người trực tiếp mua anh em, anh mua của anh Chiến. Ok, cảm ơn anh Chiến đã để cho em con xe này nhá. Nhưng con xe này nói thật ra em về đấy cũng không được ưng ý lắm đâu. Đấy cũng thật sự đấy, anh em hôm qua là mua con này đã 58 triệu. Về gọi là cũng bình thường thôi. Mất công anh em đi Nam Định tuyển hoa á hậu nhưng mà về cũng chưa được ưng ý con này lắm. Con này kể ra mà nó vì anh em đi vùng biển. Nói chung là cũng vừa vừa vai phải thôi, vẫn kê vòng khách được. Thế kể ra con này dự định là cũng bán lên là 65 triệu ấy, trên ảnh ấy, nhưng mà khả năng con này phải rút giá thôi, không bán được 65 triệu. Đấy kiểm tra ông quay cho con đi. Đấy. Hôm qua là mua 58 triệu đi tận Nam Định đấy, cũng làm video trực tiếp anh em. Anh em một anh em chuyên cây cảnh ấy. Thế đại ca nào thôi mua 58 triệu qua Việt đi nữa. Rồi các sếp nào quan tâm con này mình bán 62 triệu nhá. Đấy, 58 triệu anh Tiến này nhé. Anh Chiến này ra lộc còn có 200. Đấy. Ông quay con này được cái lốp còn nhá. Xe này lốp còn này, lốp còn zin theo xe này. Xe đi 8.000 cây lốp còn zin theo xe. Lốp theo xe 2011. Nhưng em này nó không phải là không được á hậu đâu, nó là ớ hậu thôi, không được á hậu. Đây, ông quay. Đây các sếp đây này. Tuần thứ 37 2011 này. Các sếp này. Đấy, xe đời 2011. Ông quay lốp trước, lốp sau này. Nói chung là con xe này thì nó có đây này. Tuần thứ 9 tuần thứ 49 2011 này. Đây ông ngoài đây đây. Ủa sao? Đấy, cho các sếp xem. Xe này được, con này bị tỉa nhá, đôi cái này đôi càng này tỉa rồi này. Đây chỗ này tỉa này các sếp này. Có tỉa sơn, con này bị tỉa tốt một tí nhá. Thế ra con này mà mới như hôm qua đây thì ngon quá, nhưng con này bị tỉa rồi, tỉa một số chi tiết rồi. Đấy. Con xe này anh Chiến anh cũng đã cũng anh ở Nam Định anh cũng tỉa tốt một tí rồi. Hôm qua là cho Việt đi, Việt cũng chưa nhiều nghiệp vụ, vẫn hơi non. Thế cũng mua là 58 triệu như cái xe cũng được. Đấy là bị tỉa rồi, kể ra con này mà sơn zin thì ngon quá. Đấy các đại ca nào, các đại ca nào mà ngụy trang mà những con xe nào mà dọn dẹp thì thôi đi nha anh em, vất vả đấy ạ. Đi 300-400 cây số mà ăn này, con xe vẫn bị tỉa, vẫn bị sơn. Nhưng thôi nói chung là cũng vẫn bán được, để chơi cũng được. Thế các sếp cố gắng làm thật thà cho bọn em cái, anh em đi vất vả 300 km vất lắm, đến đi đồng về mệt. Ở đây nếu mà mình ở đây thì mình thẩm định thì nó là nhìn xuyên qua cái lá rồi, nhưng cái xe này là mình nhìn trên mạng. Ok, mình mua 58 triệu nha, thôi cộng 4 triệu con này, 62 triệu các đại ca là quan tâm mình lấy con này. Được con này được cái yên, ông quay con yên. Xe 2011. Máy thì không phải nghĩ, cái dòng này đi thì nó 10 năm không hỏng được. Nhưng con này bị tỉa tốt cái thứ rồi, mặt mũi cái thứ. Xe này qua thợ dọn rồi nhá, anh em dọn dẹp rồi, dọn rất là kỹ tay, nhưng cái khu vực này vẫn zin của nó này. Yên áo vẫn zin. Xương yên zin, được. Nói chung là có tỉa tốt, dọn dẹp qua tí. Chia sẻ các sếp như này nó là rõ ràng thế, chứ không có thì về thì mất công. Ok, cảm ơn 710 người đang xem nhá. Lê Mạnh Cường, Lê Đạt, AB110, ok anh Lê Đạt gửi ảnh cho em nhá. Đây con NH, mình nhôm kính Thảo Tiến hỏi rồi.
Hán Nguyễn quá được giá rồi. Không, cái xe đấy cũng đẹp đấy, quá được giá, nhưng chắc có thể anh em đang kỳ vọng là tầm 6-70 triệu. Thành Lê. Anh bán đi, con này bán đi. Ờ, đấy vào đây, anh vào làm giấy thôi. Ông này quay, bây giờ để cho em bao tiền con này. Ông quay cả xe. 16 triệu đấy. Ok. 16 triệu một con giờ đấy, 2020 này của anh Quyên. Anh Quyên tên là anh Quyên đi cao nhá, địa chỉ 260 Cầu Giấy, ngay gần nhà mình. Đây em lấy chú đến qua này đã thống nhất giá cả xong rồi. Anh bán em là 19 chủ đúng không? Chính chủ bán em 16 triệu. Tháng 12/2020. Ok anh tuyên, mẹ vào anh trả anh 16 triệu không? Đấy các sếp nào mà quan tâm con này xe anh em đi Grab đủ các thứ ngon, đi hơn vạn rồi. Rồi SXFI nhá, full điện tử. Mới mua có 16 triệu thôi. Giá này cũng có gọi là quá tình thương mến thương rồi. Xe này mới, con này nó 23 triệu cơ. Chưa đăng ký, đăng ký mất 3 triệu 7 nữa. Con này đăng ký mất 3 triệu 7 nữa các sếp nhá. Đấy con nào anh em ai quan tâm con này thì cộng 1,5 triệu nhá, mua 16 triệu rồi. Đây là xe chính chủ đây, 2020 này. Ông quay nhanh như còn một vòng, quay ngang. Ông quay loáng thoáng, ông quay ngang gần như. Ông phải thả cái tay vào một vòng thôi. Con này có điểm yếu, cái tay xe hơi sứt tí này. Đây, ông phải chỉ cái ngón tay con về đâu. Hãy sứt một tí này, không. Không, ông phải quay nó, ông phải nhạy. Đây, chỗ này cũng hơi sượt sạt một tí. Đấy. Nói chung là xe 16 triệu, tay phanh thì hơi cong tí này. Nói chung là cái máy ngon, FI, full điện tử. Đấy, càng ngủ có thứ được. Này. Cảm ơn 689 người đang xem nhá. Có con SH 150/2018 tài chính tầm 9395 không xếp Hoàng Cường. 150 ABS 2018/19. Tài chính tầm 9395. Tầm đấy thì anh có thể vẫn mua được anh ạ. ABS tầm đấy nó hơi ngọn ngằn quá nhỉ. Tầm bác anh Cường nếu mà mua đấy biển ngoại tỉnh được, biển Hà Nội thì anh phải mua tầm 97 đến 100 triệu. Giá đấy bọn em mua vào rồi. Bác giỏi đấy, bác bấm giỏi đấy anh Cường ơi. Giá đấy là giá em mua vào nhá, mà mua vào phải cộng 3-4 triệu. Quên bố cũng được đồng nào, mà là chất lượng đảm bảo nên thì chết. Dòng đấy thì có thì đi khoảng 3 vạn rồi anh Cường. Dòng chạy trên dưới vạn mấy nghìn thì ok. Có người đang hỏi con xe Jim kia bao nhiêu. Con Jim biển P này đuôi 75, ông quay cho con Jim biển P đuôi 75 này. Ông quay vào cho con. Quay ông thả tay. Rồi. Hoàng Dung đâu mà lại gọi Hoàng Dung đây cái nào? À, chị gọi ngay Hoàng Dung ra đi. Nhiệm vụ đây. Lên 62. Cho người khác ra bán đi. Con biển P này. Con biển P này là mình bán là 43 triệu nhá. Các sếp nhá, con này hôm mua là 39 triệu này cộng 4 triệu này. 43 triệu nhá, em nó đến từ Hà Nội. Giống 29 này nó bán nó chạy hơn. Mấy anh 29 này chạy ngon lắm, sướng. Anh em đây là lấy con đây à. Đây em xuống đây, anh em phỏng vấn thế nào. Cái này mua của Thái anh em 1979 nhá, em chào các đại ca trên này cái nào. Vâng, chào anh em. Xin phép anh cài mic. Em tên gì nhỉ? Vâng, em tên là Quang. Quang, ok, bắt tay Quang. Vâng. Quang đâu qua đây? Em ở Vĩnh Phúc. Đúng Vĩnh Phúc ấy. Vâng. Riêng Thái của Thái Lê Quang ấy, cũng Thái, vâng. Thái tên Facebook. Vâng, của anh Kiên, lấy của anh Kiên con Jim Thái nhá. Thì con vâng. Đấy cũng của bạn Thái. Vâng. Tên Facebook của bạn Thái là Thái Lê Quang. Thái Lê Quang à? Ờ, Thái Lê Quang đấy, cũng lai đấy. Nhưng mà em có sinh năm 79 không ấy? Không, em sinh 85 cơ. Ờ, thế không phải năm 79 nữa nhá. Và, các sếp sinh năm 79 thì cùng lại mua. Xem like của anh Kiên suốt. Thôi, chúc anh làm ăn phát đạt nhá. Ok. Thế xong tiền nong bây giờ đang chuẩn bị thanh toán. Bị thiếu đôi gương thì anh đôi gương ý là cho ý kiến của anh. Ờ, ý kiến có gọi là có tí. Vâng. Thế thì em kiếm đôi gương vuông cho anh em nó giống đi. Không, anh ơi. Ý là nó không muốn cái lạc bất kể một cái gì vào đấy cả anh nhỉ? Có phải nguyên bản hết.
nguyên bản đôi gương có đâu mua có không, đâu ý lúc là mua. Thì bây giờ ý là anh bây giờ phải tính toán cái gì em để em ra ngoài em mua thì là thôi bây giờ rút cho em 1 triệu lên chợ rồi thì mua nó khoảng 120 nhìn Thái mà đúng rồi lên chợ rồi phố Huế nhá số 8 chùa Vua có 120.000 thôi không có bao nhiêu quan gì giả nhập 520 thế còn đây là bán bao nhiêu 76 rồi ok đời, mất mát nhiều nhé nhá đời mất mát quá nhiều rồi giờ mất nhiều không sao thôi ra okay, lòng trong em chào chào nhá thôi em xin phép nhá xong rồi tiền nào thứ xong đúng không anh em chào trên này chào này chào tất cả anh em nhá cho anh xin đi mic ok anh em vào đi thế các bạn đi cùng với đúng không vâng tên anh em tên gì nhỉ em tên Đại ạ Đại à Đại Đại Vĩnh Phúc đúng không vâng em ở Vĩnh Phúc ạ hai em dân chơi Vĩnh Phúc xuống mua con xe của Thái Lê Quang 1979 vâng vâng rồi chúc anh làm ăn phát án nhá rồi ok cảm ơn nhá cảm ơn anh yêu Jeep là em gửi cho con xe Jeep của em ok cực kỳ đẹp luôn vẫn mua ok không mua lấy đâu ra bán vâng mười ở bảo bạn mẹ thôi xa xa có một con chim cá bống nhá một thời gian khó này ông quay cho con chim cá bống này đấy. Con đấy là một thời gian khó đấy, xa xa đấy bây giờ là thôi cứ quanh quanh con này đây này quanh quanh con này 43 triệu cho các sếp nhá ai đại ca là cọc luôn con này đi em nó biển 29 rất là quý xe đẹp lắm máy mới à Nguyên Đức ơi con này là giá đấy nhá 43 triệu đây quay lên xe của anh Nhất lên đây ra bán nhá đây đại ca Nhất này anh biệt danh em xin phép là đây anh em tình cảm quý lắm quý hóa lắm giống gì cái xe chất mang lại cho Hoàng Kiên đại ca này đại ca Nhất này chuyên săn xe cho em Kiên đấy con này mới đăng ký được 1 tháng này sếp nào mà mua con Vision này vừa đi vừa gọi là để mà hầu xấu cũng mua lắp ra chứ mẹ SH nó phải chất gặp Kiên SH nó phải lọc lõi mẹ mới ăn anh em chạy cho sướng thế là con này mới chạy 1.000 cây lúc đầu lai là bán cho anh em là bao tiền con 2022 này con này bán là 45 nhưng mà thôi chỗ Kiên đấy thì xe nó ngay thì được 43 triệu đấy anh em thống nhất là đấy 43. Chốt 43 triệu còn đôi gương của em đâu đấy đôi gương của em đâu đôi gương để anh hỏi nó nha đôi có, gương có đôi gương đôi chìa khóa à chìa khóa phải có chứ chìa khóa một đôi không cảm ơn 674 người đã xem nhá gương thì có khi là không biết là có nhưng chìa khóa đấy ok đôi chìa khóa này chìa khóa quan trọng ok sẽ chấm hết ok rồi. Chốt anh cái nhất con này là 43 triệu nhá thấy cũng anh em cũng đội cũng gọi là một trong những dân chơi chuyên đi săn xe cho ông Kiên rồi ok mừng 7 tháng 4 năm 2022 xe không có gương trừ 200 vấn đề đâu có thì anh đưa chứ không có gì không phải có không có không được có gì phải về nhà nó lấy thì về gửi cho em có thì anh nhờ giờ thì không được mà phải giữ đi không có thì trừ đi 150 trừ 150 thôi trừ 100 đi giải quyết trừ 100 nhưng anh điện cho nó mẹ ơi trả cho anh Nhất cho con là 43 triệu có gương thì giữ trừ 100 là 42 triệu 900 để anh điện rồi này các sếp nào quan tâm anh em mua con này đôi mua xe mới nhá em nó Hà Nội đây mua cho con cho cái ở Hà Nội làm ăn đi xe này dán đi lông này mới này 1.000 km đâu quay cho con đi đặt mới luôn đấy toàn hàng nóng sốt nóng hổi không đấy em bảo nó có gương 1.538 cây thì đừng hỏi vì sao hàng nóng sốt bánh mì nóng giòn nhá vừa ra lò này đây quay vòng đi đây nhìn ông quay cái mặt nó xinh này mà. Bản vành đen nhá bản này anh em biết là mới giờ nó 49 triệu chưa đăng ký mất khoảng 3.7-4 triệu nữa đấy này dán ni lông nữa là nó là bao nhiêu thì các loại ga năm mấy con này mình mua 43 nhá cộng 1.8 triệu nhá các sếp nhá nhập vào 43 rồi cộng 1.8 triệu cái dòng này nó cũng mỏng thôi anh em nó mỏng meo thôi mỏng hoặc là anh em nhẹ thau mau tát cho nhanh rồi vào em biết thôi đấy anh em giải quyết cho nhẹ thau mau tát đâu cái mic đâu em mượn mic nhá em mượn mic ok đâu ông ấy đâu ông Tuấn thôi chúng ta đi xem nào à chụp ảnh nhà đây là các bạn ấy đang đến mua xe nhé đang chụp ảnh đấy là Anna với là bạn đang quay này đấy Vision bây giờ dành cho các chị em rất là quý đấy chụp nhảy ác hết một em gái đang đến lấy Vision
Ok, Tuấn đâu ra đây nhỉ? Ôi, ra đây cứ thò thụt làm gì? Trời ơi, anh đời mất mát quá nhiều rồi, để ý làm gì? Ở đây không em nữa, không Hạnh đây nữa. Mua hết, này mua hết. Dân chơi phải mua hết, không mua lấy đâu mà bán. Tuấn ơi, giải quyết anh con này bao nhiêu đây? 9 co anh ơi. Đây, anh. Hả? 9 co xe đẹp tính chủ. 9 co à? Có lấy xong rồi dắt đi. 9 co à? 9 co thì giải quyết. 9 co thì lùi đi 2 triệu nhờ là xong đúng không? Không mua. Lùi đi 2 đồng đúng không? Là xong đúng không? 7 đồng. Em nó đến từ Ninh Bình. Em có tắt máy, còn này em có tắt máy đi. Thế được không? Ốm nặng. Máy ngon hết nhỉ? Nổ ngon như xe quay luôn nhá. Hiện nay đọc là giá nó chỉ lộc lá thôi, ba, chứ không lộc thật đâu. Bao nhiêu? Như này bớt anh 288 nói dừng lại. 88 củ lạc. Để nó đẹp này. Này máy được. 75. Luôn. 75. Ui mua cũng được anh. Em nó Ninh Bình biển tỉnh nó là 29 thì đắt hơn. Cảm ơn 707 người đang xem nhá. Ok, có xe rất đấy không anh? Huy số Vũ Xuân qua vừa bán rồi nhá. Anh em phải chờ nhá bạn Huy Vũ Xuân ơi. Ca Vũ xin chào. Xem 78 lớp xe còn không? Huy Thanh Hương ơi, xem biển 18 đây vẫn còn này, Huy, anh Huy Thanh ơi, biển 18 này, lốp xe này. Bán 462 triệu nhá. Anh em chia sẻ bài cho con thấy nó. Xe vẫn còn đấy. Dương Nguyễn người quên mình rồi. Ok, là ý là 8 bán đúng không? Không, không đâu. Thế thôi em ơi. Anh người khổ quá, cái xe nào em bảo là bớt là bớt, cái nào không bớt là bớt. Thôi. Xe nó vuông anh. Không, xe thì nó nhìn nó vuông. Vuông như bị ghẻ rồi nhá, xe ghẻ còn như kiểu chó ghẻ bôi luyên đấy. Ui rồi. Đây này. Ghẻ đúng như kiểu chó ghẻ bôi luyên rồi. Zin máy nguyên nhưng mà ghẻ rồi. Ngon lắm nhưng mà ghẻ hết rồi. Vuông. À, vuông mới bảo đại ca đó. gọi là chó ghẻ bôi luyên. Chó ghẻ cái cho các cụ mình nhá. Không có thuốc là cứ bôi luyên bôi rồi. Thế là chết nó con ghẻ. Chết đây còn giận. Thôi nói vui anh em, 8 triệu nói vui. Ừ, bán con này chốt đất 8 rưỡi. Không, 8 triệu. Anh em mua trên live mua nhanh. Này. Cảm ơn 709 người đang xem nhá. Thôi 100 đi. Còn biển P còn lốp không anh? Có biển P không còn lốp nhá anh, có lốp kính Thảo Tiến ạ. Ờ, năm tỷ lộc thôi. Thế thôi em cứ giải quyết đi, tầm 8 đồng là xong. Con này 21 triệu. Ok, chờ đi. Thôi con này nhá, anh em mua phát mãi được chưa? 82. Không, anh mua cho em nhanh, thật sự nó ghẻ hết rồi. Đi ấy nhá. Ok. Đây là Hạnh. Hạnh dân chơi. Anh em đây một trong những ông em của anh nhá. Ông em này được cái nó thật thà, sống thật thà lắm. Nói đọc vừa cho anh thôi nhá. Vâng, để cho anh 75 cái. 775 à. Ôi giời mẹ, đọc vừa nói xong. Lọc sọc lắm, thôi con này rất lèo phèo lắm không thôi. Bình thường, xôi. Máy xôi. Sao xôi thế? Chắc máy là xôi. Nó dầu mỡ kém. Xôi. Ôi. Máy rít thế. Được. Xem gửi. Con nào căng căng cho anh nhá. Con nào bù ấy. Ơ có gương, ok con có gương. Có gương, Vision có gương rồi nhá. Ây à, con nào? Cúp về đây. Thôi cháu à. Ok, tôi bán đây. Ok. Em ơi, tôi bán anh 112 được. Thôi cứ làm mấy trăm cho vui vẻ con này, ngon đấy ạ. Hôm qua này. Này, thích thì nó chất. Cố mua, bản thân con xe đấy cũng mua gắng. Nhưng mà nó ngon lắm. Thôi 112 bán đi anh. Bán. Nhẹ thao mau tát nhá, cứ làm vài lốp là cho lên đường. Đấy. Bán luôn anh. Ra tát luôn đây cho thoáng. Này chứ bí.
Cảm ơn 726 người đang xem nhá. Xin lỗi là cũng nhiều lúc là cũng không đọc hết được tên mọi người. Có ôi 100 giá đi tầm 9 triệu. Minh Hùng. Còn con miền P lốp. À ok hỏi rồi. 100 giá 9 triệu. Chắc là có đấy mà anh Minh Hùng ạ. Sau giờ anh em về chưa chụp ảnh nhé. Chụp chưa? 1979. Em bán cái này đi. Thế bảo chờ đi, con này về cho về không giờ. Em ra đây giờ anh em ra con này bao nhiêu cho anh? Thằng nào mua con kia rồi thừa con này để lại cho các sếp trên này. Ừ. Đúng 2 ai chứ. Nhiều. Vừa nói sao? Sao vừa bảo? Đây từ đầu đến cuối vẫn thế đây. Sao bảo ạ? Em thề với anh đẩy. Anh có đi đâu này? Riêng cái tay lắm mà anh nhìn anh biết không đi xe mua có đi đâu. Xin phép anh cài mic em nói cho nó rõ. Xe đi không đi rồi anh nhìn nguyên cái tay lắm anh đã biết này. Ừ, anh em quý mến cố gắng thôi, có con kia rồi thì nhả cho anh em con này để cho các sếp nhu cầu anh em nó cần. Bởi vì nói thôi mình nhá, mình bán xe đi là mình giúp ích cho xã hội. Riêng em nha, em đúng dân tộc ra này. Một gióng lắm. Đúng dân tộc. Thế toàn bảo anh là bao nhiêu? À không, nhưng mà thấy bảo đấy mà 21 này lại không bán được anh ạ. Thế toàn bảo anh 21 thì anh bảo đấy thôi cho anh tí. 21 thì lùi cho anh không bán được anh. Lùi cho anh 500. Thôi thôi thôi. 22 triệu rồi. Thì vừa nói. Cứ bảo 21 xong rồi lại lên 22. Leo giá kinh. Thế là như nào? Bây giờ đây em đi đón hết mà đẩy có ấy đâu. Mình đã bảo mình phải giúp ích cho xã hội, mình bán xe đừng có giữ làm cái gì, thừa rồi cứ để nhà nó hỏng đi rồi tiền nó mất đi. Người nhiều người có nhu cầu đấy anh em, rất là nhiều người. Có anh em ở Hà Nội nó cũng rất có nhu cầu mua những chiếc xe. Đấy, người ông cứ mua hết cái xe mới, ông lắp vào chặt hết cả tắc cả đường. Đấy. Ông kiểu dân chơi đúng rồi đấy. Thôi được rồi, thôi như này nhá. Ừ. Đúng 21 triệu được thì anh lấy em để cho không thôi. Xe là tên của ai? Tên của thằng em rẻ em. Chính chủ. Đây, chính chủ luôn. Mua mới nó có đi đâu đâu mà. Đây anh nhìn hai tay lắm. Sản xuất năm 2015. Xe mới đi được hơn vạn. Ông quay vòng cho con. Đấy để các sếp nào quan tâm con này, anh em đang báo 21 triệu này. Em nó đến từ Vĩnh Phúc. Mua về nhà đúng rồi, gọi là ông nội gọi là chỉ đi đón cháu có làm có đi đâu đâu. À không đi à? Đúng rồi. Nhưng mà ông nội kiểu gì đi nào này để lùi nào này để vỡ hết cả ốp của cô này ông nội. Đây, ông nội này như kiểu ông chở sắt này, chở động cơ máy nổ ấy. Không, nó cũng được, nói thôi, anh vui, con này được đấy, con này cũng được. Ok, chốt ông em con này, chốt 21 triệu ông em. Vâng. Rất là quý bởi vì ông em đã mua xe gì mà anh rồi thì thừa. Ôi, em dân tộc lắm, mẹ mua luôn, bán luôn. Đúng rồi, bán luôn. Ok, cảm ơn nhá. Em vào với giấy đi, em bảo anh em giải cho anh em. Đây, cầm này về đi. Gương được ô của cứ về đi, mang về cho vợ, ông bảo là anh đi nào mất hết cả ô của em. Ô thôi. Ừ, trời ok, cảm ơn. Ôi, tặng ô này. Thích quý lắm, ô này các chị em. Rồi tặng nhớ ô. Không kệ cái sao xong. Ok. Em đúng dân tộc. Ok cảm ơn nhá. Đấy. Đón con gym mà đổi lít lấy gym nhá. Bây giờ gym giá trị lít bình thường. Anh em với nhau khoái okay. Chính như là đâu. Phải trăm tính gì. Có đại ca nào mà có thích một chiếc xe lít của bạn hay không? Xe của anh em rẻ nhá. Nói thật anh em cũng là chất phát thôi. Chứ không phải là ngụy trang đâu. Con này cũng được. Con này quẹt là gì? Máy mình kiểm tra rồi nổ đấy, nó cũng chả vấn đề đâu. Thế nó không thể đâm va cái thứ gì. Đấy các sếp nào quan tâm thì dòng lít này vẫn giá vô cùng yêu thương nhá. 21 thì rẻ quá. Quá rẻ luôn mà xe đi ngon. Đi lông dán kín nhá, không vấn đề đâu. Mình kiểm tra ngon. Tôi cũng rất là biết ơn những thước phim này để cho anh em gặp nhau. Đấy những chiếc xe như này. Ai quan tâm thì mua 21 rồi, con này cộng 2 triệu rưỡi nhá. Nó giảm 2 triệu rưỡi. Với cái xe này bây giờ 24 triệu mình vẫn mua. Mình vẫn mua chứ chưa phải nói là xe nhà như nào. Nhưng mà thôi cậu con này 2 triệu rưỡi. Nếu các sếp nào quan tâm thì ông quay vòng cho con. Con xe này phải thay mất một cái Oppo nhá. Một bên mà sơn một cái tay sách này. Tỉa tí. Đó vỡ chỗ nào. À sứt một tí chỗ này không sao cả. Sứt chỗ này hàn vào không sao. Nhưng mà dán đi lông bóc ra là mới nhá. Con này cũng đi anh em đi thoải mái đi 5-7 năm không hỏng đâu. Đấy. Đường lai. Em cầm mic chưa? Ok. Ok, mọi người vào đây kiểm tra con Zin cá bóng. Đại ca lấy xe gì rồi? Chú ơi, chưa lấy à? Đại ca có quan tâm con nào đấy?
Em ơi nhớ mang cái này về nhá, này. Này cái yếm này. Nhớ mang yếm về, nó quên yếm. Tôi này đi lằng nhằng quên mất yếm. Bảo nhớ mơ mang yếm. Đấy các sếp nào quan tâm con gym cá bóng rồi nhá. Xe này là gym đồn cá bóng, một thời gian khó. Đây mới là con một thời gian khó này. Nếu con gym cá bóng này giờ nó còn bây giờ thì cũng là hiếm lắm rồi. Này mà yếm zin này, tem zin này. Ôi giời đầu bò đẹp này. Này ôi giời đầu bò này. Đấy giời ơi vàng suộm. Đấy giời ơi đầu bò vàng suộm nhá. Này. Lốc máy zin này chưa sơn lại này. Này, càng ngật này, nhìn đều không? Này. Tối qua mình mua nhá. Cảm ơn bà Đông Anh đã tín nhiệm em Kiên. Này. Zin này, hộp xích zin này, bô zin này. Zin cá bóng. Đây, không vỡ một tí nào, cái sinh nhan này thường nó hay tỏi ra nó hay vỡ mà. Còn này không vỡ. Còn này lót cái biển 180.000 nữa là xong. Con này mà giữ được này là hơi bị đẹp. Bô này, bô ấy giời ơi, bô gót xi, bô xịn nhá. Đẹp không? Đẹp. Đấy cái này bằng nhựa này. Nói chung là cũng là zin, zin nhiều lắm. Đẹp không cả các sếp? Đây này. Giời ơi, bô zin này. Gương zin này. Hôm qua như mua con này qua mua rất là hợp tình hợp lý. Thật sự ai mà người kiểu nhỏ nhỏ thấp thấp ấy mua trong già đi ấy. Đây nó là zin Thái, zin cá bóng. Tên nó là nó thật ra là mỗi em vùng miền. Ôi con này từ cái vỏ yên của zin này. Đấy mà giá rẻ. Điệu không? Nhìn điệu gai này. Này nó quay này mặt này. Đây này. Này giấy run này chữ Thái này. Đây đoàn chữ Thái nhá. Đấy. À, Dung giới thiệu con gì cá bóng lại một lần nữa cho anh. Ok, em Hoàng Dung gửi lời chào đến 769 anh chị em đang xem livestream nhá. Em vào đến nơi và em nhìn con xe này là em kết ngay rồi mà mọi người ạ. Thực ra con gì cá bóng này là nó rất ít. Ông quay cho con cái này. Rất là quý này. Đấy, rất ít những cái dòng xe mà gì cá bóng còn được như thế này anh em ạ. Máy xưa là cả một vấn đề đấy. Ok, anh em đi làm, đi ăn, đi xây, đi dũng, đi phố, đi xá, đi ship hàng thoải mái. Đây. À, giảm tốc phi trò này, tăng giảm này, rất là ác nhá, đời này hiện đại phết này. Cái quan trọng nhất là còn được trông nó còn đẹp như này được là còn rất ít ý, không còn ý. Xe này zin nhá, zin rất là đẹp. Cảm ơn ông anh hôm qua đã để cho em cái xe này nhá, đây các cái pha này không vỡ này. Đấy, rất là điệu nhá, này, này, ông quay còn, này, màu nho nhá, zin cả màu nho nhá, nó là zin lùn này. Này, yếm cũng không vỡ thế nào ấy. Này, vẫn Thái của nó nhá, mà không xài xước, quý lắm. Ông nhận, ông anh này ông giữ thật đấy. Đây đâu ra? Thật đấy. Nguyên màu zin đấy. Tem đây, gương của nó từ ngày sửa ngày xưa con này nhớ không nhầm nữa, con này năm sản xuất là 599. Đấy, 599 đấy. Zin cá bóng ngày xưa mình cũng rất buồn, máy chất lắm, giống zin cá bóng mới chạy sướng. 98, con này 98. Con này mình mua rất là hợp tình hợp lý nhá, mình mua con này có 19 triệu thôi. Quá rẻ. Cảm ơn ông anh tối qua đã đến mua chiếc xe zin Thái, nhưng anh ấy bảo thôi. Gạ mãi anh bán, tối qua nhá, 8 giờ mình mua. Mua có 19 triệu thôi, con này anh em ai mà quan tâm con này mình cộng 3 triệu rưỡi nhá. Thật sự ra một thời để nhớ đấy, xe này thật sự ra để mà còn nguyên vẹn này không đơn giản đâu. Con này có mỗi một cái điểm yếu, là con này cái biển nó hơi mốc tí. Để thay mấy cái biển, lót cái biển mất 180.000, thế là xong. Là 21.500, xe nó vuông vắn. Chiếc rim cá bóng này. Cá bóng. Đấy, biển số 20F3 nhá. 9922. Đầu bò đẹp, đồ xe zin hết toàn bộ này, đầu bò quay đầu bò ốc vàng suộm này. Úi giời, ốc nó vàng này, ông ơi. Xe này nếu mà xe zin cao nó phải 70-80 triệu. Đấy, này ốc vàng suộm luôn. Đấy, đẹp không? Các sếp. Đấy. Cảm ơn 769 người xem nhá. Con này mà giữ được cái này đẹp thật đấy nhỉ? Ôi giữ này xe này. Quá ai mà thấp thì kiểu có bố có mẹ ông già mà đi con này này. Mình thì nó hơi cao một tí. Thế ai mà thấp thấp? Không được. Con lít không bán à? Ê đi chán nhỉ. Em ơi con lít bây giờ sao? Mình lời nói của nhà quý tộc. Thôi anh bảo này nhá. Thôi ok, anh mua 122 triệu. Không vợ nó bảo chót yêu rồi, của quái chót yêu rồi. Ý là nó bảo tiền, yêu gì đến đâu rồi bà thị. Tiền có tiền đấy. Chửi sao vợ chửi thì bảo bán cho em khoảng 20-22 triệu. Vợ bây giờ về em cứ bán nữa. Khổ thế. Thôi bán anh 22 triệu anh cho anh mình, không phải là tiền. Người ta đã chót yêu rồi. Bán. Người ta đã chót yêu rồi. Bán anh nhưng mà vợ không cho bán. Hả? Vợ không cho bán.
Nói chung là nhiệt tình cho anh đi, anh em vất vả hai anh em đi em này. Em không muốn đi lại về. Đúng rồi, đi một con kia nó sang. Em còn hai. Đứng ngang đường cái này. Này từ từ anh, anh bảo này, hai anh em ngồi con gym ở trên đường rất là đẹp. Ôi, em đi con này quá. Nó khác hẳn. Em ạ. Anh cứ về, anh cứ điện cho chị, anh bảo bán mẹ nó xong rồi. Em xong. Luôn lấy vợ nó mẹ nó bán. Bây giờ anh bảo nhá, bây giờ cho nhanh nhá, anh giải em 23 triệu. Không, anh chốt lên like rồi. Không bao giờ em dám lấy của anh 23 triệu. Em dám. Không, anh mua em 23 triệu. Không, không bao giờ dám lấy, nhưng mà từ em nó không cho. Trên like rồi, em phải tôn trọng anh tí. Em biết rồi, nhưng mà nó không bán. Nó không cho bán thì sao mình bán làm gì? Thằng chồng nó bảo bán hộ em, chứ bây giờ vợ nó nó bảo. Tóm lại là bán mẹ vào đếm tiền rồi. Được chưa? Đếm tiền. Nó đếm mẹ tiền như người ta rồi. Đây nó còn đếm cho tao 23 triệu tao bớt cho nó 500. Không bán được. Ý là nó bảo em về. Đấy, 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 đánh, đánh tháo, đánh tháo. Anh em đánh tháo. Đánh tháo. Không đánh tháo. Đánh tháo. Lời nói của nhà quý tông. Không đánh tháo. Thôi nói vui đấy, anh cho thật em này, dòng lít anh em nhiều người thích. Em biết rồi. Thì anh cũng muốn là trên like, nói thật anh cho thật em thì thôi thì anh mua rẻ bán rẻ, mua đắt bán đắt cũng không quan trọng. Đấy. Không lộ cho tiền, khổ thế. À? Ông lộ cho tiền mua cho đứa con dâu, đứa em gái em, nó bảo là thôi bây giờ ý là... Nhưng mà đúng lúc nãy trước khi đến bảo sao? Chồng bảo bán, khổ quá, em chỉ nghe lệnh nhưng em biết gì đâu. Thôi em đang... Đang cố nhiệt tình để mua anh. Ấy không đơn giản, cảm ơn 764 người xem nhá. Thôi ok, không sao. Ok, bao giờ bán này qua đây anh nhá. Ok, nhiên rồi. Nào bán này để cho anh. Hai anh em mà đi con này trên đường, có đi con gym Thái này trên đường nó mới là đẳng cấp. Bạn đi con kia lên. Gương mà nó bắt nhà em ơi. Không ra gì với em. Không có gương bảo toàn đấy cho đây gương đều lắm, một cái gương mẹ. Nhỏ ấy. Nhìn ông dáng đẹp không? Nhìn em đi con gym Thái. Chết rồi. Về chưa? Đấy chưa? Gym Thái. Trời. Ok thì vào đây em ơi. Anh Nguyễn Thắng, anh đang hỏi con Dream lùn còn nguyên không anh Kiên? Con này nguyên chưa? Con Dream lùn này thì thế này, Dream lùn này đầu bò cứ giữ còn gì hết đấy. Đầu bò chế chủng nó gì hết. Con này máy nguyên luôn. Máy nguyên luôn, con này máy nguyên luôn. Anh bán máy da, nhưng hôm qua là mua máy da. Nhưng con này máy nguyên, ông quay sát đấy. Sát. Mình mua con này là mua máy da luôn đấy. Nhưng mà xe này máy nguyên đấy. Đây. Có sát rồi mà, tịt rồi mà, đấy. Đây cho các đại ca thử lại, để giữ yên, phải đựng giữ một lúc thôi. Đấy. Mình hôm qua mình dọa là hôm qua tối qua lên em lúc mệt rồi, mình hỏi con này máy ra. Con này máy nguyên mà. Con này là máy nguyên. Nhìn cái kiểu trên này đẹp. Đấy, này. Máy tiếng nổ nó ngọt lắm, tiếng nổ ngọt lìu luôn. Đây, ống nổ bò vàng ruộm này. Mình mua máy ra giá đấy, con này máy nguyên là phải 25, 27 triệu. Nhưng mà thôi, không sao. À, đây vẫn không quên con xe 3.000 cây nhá, 360 triệu nhá, các sếp nào quan tâm thì vẫn đang nằm đây để chờ các giới siêu giàu đấy tặng anh em, tặng các lãnh đạo nào mà đam mê một thời gian khó. Ok, mình với Dung đi vào đây này. Lại một thời gian khó, mời tất cả anh chị em vào trong tiếp theo nhà. Những chiếc xe cổ quái quái nhá, cổ đây, con xe này 150 triệu, đi 1.2 Dream Thái, 1.2 vẫn còn đây nhá. Đấy, biển 26 nhá, biển đẹp luôn, biển 234 F0. Đấy, khu vực này cũng rất nhiều những chiếc xe đợt em thôi, hai em mình chạy nhanh một vòng sau anh em còn đi tiếp tục các cửa khác. Ok, đấy sâu trong kia là những chiếc xe Dream Thái tiền trăm, có những xe mấy chục vẫn còn. 82 là cọc hết rồi, đã đặt cọc hết rồi. Đấy. Đây còn từ đây mình hát ra thôi, ra đằng kia. Đấy, đằng kia có nào trong kia không hết rồi anh ạ. Ok, em giải quyết anh mấy con này đi. Đây vòng này, ông vòng mấy con đấy, những chiếc chú sang bên nhà 640 ấy cháu. Cháu đang like đã. Chú sang 40 giải quyết đây cháu nhá. Em đọc biển đi. Ok, chiếc Dream Việt Nam biển số 230X38575. Con này vừa về. Chết rồi, xe này lại chưa có cái mèo. Con này mới về. Mới về anh. Nãy em đang đi bán hàng nên em không. Báo lại giá cho anh nhỉ. À đây rồi, đây rồi. 32.500.000 nhá, 2010. Quay vào. Tiếp theo chiếc giá là tiền nào của đấy, mình báo giá với con mình cộng tí thôi. Hoặc sếp nào mà mua. Thì bọn em cộng luôn tại chỗ thì năm ra là giá nó cũng hợp lý mà. Tiếp theo đó Dream biển 29B P191475. Con này đẹp này. 43 triệu nhá. À, con này rồi vừa báo rồi mà. Con này B con vừa báo. 12 đen rồi. Đấy, con này. Đây. Tiếp theo con Dream Thái biển V này. Dream Thái biển V vẫn còn này nhỉ?
Con này tí nữa em có anh bạn anh ở quê anh lên anh lấy. Xin giá biển V nhá. Biển V 29V173126. 67 triệu sau này vẫn còn anh nhỉ? Chắc là anh em chuyển cọc à? Sao vẫn còn anh con nhỉ? Con này chưa anh ạ. Chưa. Ở rim tái này 67 triệu quá hợp lý này, sao vẫn còn anh nhỉ? Đẹp thế này mà. Con này tí nữa ông anh em ông lên ông lấy ạ. Ôi ông lấy chả bằng mấy anh trên này. Đây. Anh nào anh chốt thì nhé. Cứ chốt, được thì cứ chốt nhá. Đây còn là con rim tái nhá. Em có khách. Rim tái đầu máy 819 này. Con đẹp này. Con này đẹp mà, con này đẹp 67 tiếp triệu. Tiếp theo đi. Tiếp theo biển 29M137814 2013 là rim Việt 2013 60 triệu nhá. 2015 con này mình có like đấy trực tiếp ấy, con này mua là 54 triệu rồi. Tiếp theo biển bán 695 biển 98B371749 của bác 54 triệu nhá. Cảm ơn 601 người đang xem nhá. Ok anh ơi, con này hai con này vẫn chưa đấy này. Con sim Việt vào Cần Thái này còn 27 mới. Triệu biển 29B1 đặt lên xem đi nhá. 27867 con này là 27 triệu nhá. Sim Việt Nam vào Cần Thái rồi ạ. Tiếp theo con Dream Việt biển 29N15472 51472 anh ơi. Con nào? 29N15472 18.500 nhá. Dream Việt nhá anh em nhá. Dream Việt. Con anh ngồi luôn này. Con anh ngồi luôn là biển 29V3 05589 đó riêng Việt luôn. 26.500 nhá. 2012 26.5 ok tiếp theo đây, đây chiếc xe rim con rim này là 16.5 này. Rim 110 16.500 anh em nhá. Theo vòng đây đây một loạt xe rim nhá, đây các xếp đây xem rim. Đấy con này là biển số 29V13689 tiếp theo là rim biển 30N4 6641 50 triệu nhá. Từ để anh trả lời một anh trên này. Nguyễn Hưng Tiến Phú bảo 82 biển 35 tại sao cổ yếm và hát xe không khớp nhau hả anh Kiên? Cái đấy mình cũng không hiểu lắm đâu. Không hiểu hỏi đấy. Nguyễn Thắng, anh Kiên nói hay quá. Trong đội ngũ có Diêm Việt. Đây Diêm Việt Đại Nguyễn ở đây Diêm Việt đây nhá, anh Đại Nguyễn ơi. Đây anh chào em sẽ quay một loạt Diêm Việt cho anh ngắm luôn nhá. Con này 50 triệu nhá, tiếp. Tiếp theo biển là 88L109643 2013 55 triệu nhá. Tiếp theo biển là 89K104827 57 triệu nhá. 56 triệu. Tiếp theo biển 29N108642 Dream Việt Nam. N1 à? 29N10468240642 42 triệu nhá. Tiếp theo con Dream Việt biển 90H59200 27 triệu rưỡi nhá. Đẹp máy chất. Tiếp theo con biển 43K28139 17 triệu 500 nhá. 1998. Tiếp theo biển 88F130574 79 triệu nhá. Tiếp theo này biển 88K104113. Con xe này con xe biển 88 bên cạnh ấy, con đấy bán hạ giá con kia 76 triệu nhá. Con này 76 triệu. Con 88K113 này là con này 3000 cây. 32 triệu nhá. 32 triệu con 88 này. Tiếp theo dãy này. Tiếp theo là rim đẹp này. Rim Việt biển 29F111381. Đấy ông cứ quay một vòng. Con này 170 triệu nhá. Tiếp theo biển 20G108382 49 triệu nhá. Tiếp theo tiếp nha anh nhá. Tiếp đi xong rồi tí về tầm 2 sau. Những chiếc Dream Việt biển 29C117101 55 triệu nhá. 2012 đẹp lắm anh em ạ. Xe đẹp nhá. 29V342490 đầy đủ phụ kiện đi kèm 58 triệu nhá. Đấy, tiếp theo bên kia ông ơi. 29N49911 35 triệu nhá. Tiếp theo 2001 29Y101581 con này xe đẹp đấy. 50 triệu nhá. Xe đẹp. Bây giờ mình 2011. Sẽ đi 82 là ở 82 đi. Ra. Ông qua con với 82 82 nhá. Bên chiếc xe 82 29H438878790 3887 27 triệu nhá. 98
598. Ok, biển 29K14203-8270. 32 triệu nhá. 599. Con này đã đặt cọc hôm qua, anh em đã đặt cọc rồi này. À, chiếc 82 biển 35B293123. Biển đẹp, biển 123 luôn đấy. 59 triệu nhá. Chiếc 82 biển 29H68882 biển 28 triệu nhá. 8270. 598 sản xuất 598. Không quên những chiếc ZZ400 này là 135 triệu anh nhỉ? 135 triệu. 135 triệu anh em nhé. Con Uy biển 29Y này 34 triệu nhé, chạy 3.000 cây nhé, Uy 100. Đấy. Đây là xuất sắc luôn. 34 triệu chạy 3.000 cây đấy, 2016 anh em nhé. Tiếp theo con Future em đọc cho anh mấy con Future. Không bảo Future đi con. Vẫn cứ tiếp tục vẫn còn nhé, bởi vì còn xe nào anh em nhiều, anh em là trông với tôi nhưng mà nó vài ngày nó hết xe, không còn đâu. À, chiếc Future này, Fortuner biển 29B141902 màu 20 xanh. Triệu nhé. Tiếp theo. 24. Tiếp theo biển 23D126045, biển 23, Hà Giang. 26 triệu nhá, 2004. Tiếp theo biển 29B135916. Em tắt cái quạt nhé, xong tắt quạt rồi. Ông ra, cháu ra. Cháu. 19 triệu 500 nhá, 2003. Quạt đi mà lai, nó đỡ gió. Tiếp theo biển 28F51718. 22 triệu nhá. Bác sĩ Hòa Bình đấy. Ông bác sĩ lì quá. Ông bác sĩ để lâu quá, cái ông bác sĩ đã qua tỉnh Hòa Bình nhà các anh Nguyên ơi, anh chia sẻ bài em cái. Đây là gọi ca ca khó đẻ. Cái ông bác sĩ này lâu quá để ọm lâu quá. Và anh ấy trưởng khoa bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ấy, trông đẹp đẹp dài lắm. Mà giảm rồi đấy. Anh em FaceTime với nhau, anh em video nói chuyện vui lắm. Vẫn còn ở đây. Tiếp theo biển 29T53998. 17 triệu 500 nhá, 204. Đấy, hai chiếc xe Dream 110 đầy đề 16 triệu 500 nhá. 500, tiếp theo là đằng sau luôn. Tiếp theo Future màu đỏ, biển số, ông đứng đây con đọc cho. Biển số 29T70238. 19 triệu nhá, 204. Đấy, tiếp theo, ông bật blast đấy, ông bật. Tiếp theo biển 29Y5-22517, màu xanh. 23 triệu nhá. Lại đóng SH một loạt này, lại tiếp tục quét SH. Tiếp theo là biển 29H146054, màu xanh. 165 nhá. Chiếc BCI 04 máy Nguyên Sơn Nguyên, 32 triệu. Ừ. Chiếc SH 1 biển số 29S187361, màu đỏ đen. Đời 2019. 29S187361, màu đỏ đen. S gì á? S gì anh ạ? S1 à? S1. Ông ra tí đi. 58 triệu 500 nhá. 2019. SH cao nhanh nhá, biển 18B27976952. 73 triệu nhá. 125, màu đỏ đen. 2021. Tiếp theo biển 29H236467, màu lông cà phê. 55 triệu nhá. 2022. Đang đi lại. Anh ơi, đọc lại biển con Dream 18 em với, chờ em chút nhá, con Dream 18 vừa nãy anh mua. Tiếp theo là SH biển 29P185494, con này đời đẹp, xe đẹp. 109 triệu nhá. 150 ABS anh. Ok, tiếp theo là 350 nhá, 29A105159, màu trắng nhá, 350i. 350 đây anh ạ. 29A1 à? 29A105159, màu trắng, 350. 152 triệu nhá, 2022 tháng 3. Ok, tiếp theo chiếc SH1 biển 29C151028, màu trắng. 47 triệu nhá. Chờ em tí em sang bên này, không lối đấy nó chặn là không đi được. Tiếp theo là chiếc SH biển màu đỏ, biển 36B729647. 81 triệu nhá. 2019. 125 2019. Tiếp theo SH màu đỏ biển 81B265021. 75 triệu nhá, 2019. Đấy, 125. Con này đã đặt cọc rồi. Xe SH màu đen này biển số 29S147653, màu đen. 150cc nhá anh em nhá. 84 triệu nhá.
2019. Cái gì đấy, màu đỏ biển 29E267733, con này biển đẹp. 93 triệu nhá. 2020 150. Tiếp theo màu con là SH nhập này, có SH nhập 150i. Ừ, 150i này biển 29F133798. Con này 175 triệu anh nhỉ? 150i nhá, đây 2011. 175 triệu nhá. Đó, tiếp theo. Con này, 350i màu con này cọc rồi. Cái con này cọc hết rồi. Thế con biển 18 là con đâu để anh em quay lại con biển 18. Con tin biển 98 anh chờ chút. Biển 98 hay 18? 18 chứ. 18 anh Thành Chu. 8 đấy dắt vào đây chưa? Anh đây Nguyễn là... Thắng anh ơi quay lại chiếc Dream biển 34 đi anh. Anh Nguyễn nào? Thắng 34. Con đấy là biển 43 chứ anh, con đâu, con Dream biển 43 đây. Vừa đâu? Xong anh đang bảo là anh đây biển 43 đây à? Đây à? À xin lỗi 34 triệu. Anh Nguyễn Thắng anh đang bảo con 34 triệu là con nào nhỉ? Chả biết con nào. Bây giờ nói thật, bây giờ bảo em đi tìm 34 triệu là khó cực kỳ luôn anh ạ. Con biển 18 quay lại con ngoài kia đúng không? Nói chung là tiền nào của đấy nó vào hết khớp rồi, tất cả mọi cái nó đều vào khớp rồi. Ở đấy. Mời mọi người ra đây nhá. Cảm ơn 482.000 đang xem. Đây quay con biển 18 này. Vừa xong bọn em cũng có xem rồi. Đây rồi, đây con Dream biển 18 xe đẹp á. Đây này. Qua mình có live trực tiếp đây. 18 mình live riêng nó. Đây quay hết thấp từ thấp cao rồi. Đấy. Xe này có bị tỉa tốt cái đây một tí nhá, tỉa như tỉa đẳng cấp. Tỉa nếu như mà thợ biết, còn bình thường anh em không biết đâu. Đấy. Tỉa đôi giảm sóc ra con trước nó lắp ấy. Em nó đời thấp lắm, sản xuất nó 2011 cơ. Lâu lắm rồi. 12 năm còn này cũng là quý lắm rồi. Đấy. Mình bán cái này 62 triệu nhá. 62 triệu. Đấy các sếp nào mà quan tâm thì đấy. 62 triệu biển 18H107592. Đấy mấy con SH này hôm qua là mình cũng like rồi. Anh em có like rồi. Mời mọi người sang nhà nhá, sang nhà có cái xe nào hay hay thì anh em mình lại tiếp tục. Cảm ơn 456 người đang xem nhá. Hôm nay không có đại ca nào đến bán con Dream đẹp. Con xe này mới mua em ơi. Mua bao tiền đây? 3 tiền em ơi. Ôi A 100 này, đây con này mới đây. Mua bao tiền để anh like đây. Con này 12.3 rồi. Con này 100 đẹp phết chưa. Tới 25 này. Ôi quay con này. Ôi A 100 nha anh em nhá. Ôi A 100. 1 triệu mua của chính chủ đôi chìa khóa nhá. Không tắt vào lát đấy. Đấy quay vào đây con. Con đẹp ấy. Con này nó ác ấy. Vạn cây à. Ác kìa. 2.300.000 mà mới đi có vạn cây này thì quá quý rồi. Còn nhá. Lốp đẹp nhỉ. Ôi A 100 em nó đến từ Thái Nguyên. Đấy. 20 Thái Nguyên. Đây mặt mình sang đây. Con này đẹp. 12.3 rồi các sếp nhá. Một vạn cây này, con này chất lượng đảm bảo, con này đi 10 năm không hỏng đâu. Tài chìa khóa một đôi, một chiếc chưa dùng. Đỉnh quá nhỉ. Nhìn xe đúng không? Mắt thợ vợ lính người ta nhìn xe phát là người ta nhìn nó vuông. Con này đi 10 năm sau giúp gì cả ta không hỏng đâu. Nhập vào 12.3 rồi, cộng 2 triệu cho các sếp nhá. 14.300.000 nhá. Quan tâm con này thì lấy con này, ông quay lại vòng luôn này. 14.300.000. Zin đét. Úi xời. Xe này khỏi phải xem cái đầu bò luôn. Nhìn xe nó cứng cáp, thích tê. Đấy, được đấy. Zin đét, mặt được. Đấy, 14.300.000 mỗi chiếc Way A100. Biển 20B17392. Ok, mời mọi người ra nhà nhé, không có gì hay hay này, tiếp tục. Bên nhà có những hàng mới về, hôm qua về mới về một loạt xe nhé. Anh ở chưa? Đã ca báo nó Viva này à? Đây, ông anh đã biết nhau chưa? Đã chưa. Chưa biết à, mới ra chợ đây bán à? Vâng, em xe gia đình này, em mới đi Việt Nam cho nên là em không xài nữa. Dạ, 5 triệu rồi. Rồi, chưa biết Hoàng Kiên đúng không? Chú biết, chỉ lên đây. À rồi, chú biết, ok. Đấy ok, anh em ra bao nhiêu con Viva này, Hà Nam Phủ Lý này. Con này bô giờ ít nhỉ, nghe vẻ nó. Em tính sửa lên trại mà. Anh em Sài Gòn sao, dân chơi trong miền Nam sao hả? Anh trong miền Nam đúng không? Em ở miền Nam. Miền Nam đúng không? Bây giờ chuyển về Nam cho nên là không xài nữa. Xe này miền Nam không đi đâu, nó đi Sport hay đi Viva, Viva nó vứt đi lâu rồi. Đây.
Bố đây khách hàng cũng không biết là Hoàng Kiên nhé. Anh em đến chợ xe bán. Hôm nay giảm sóc trước thì kẹt hết rồi. Nói chung giảm sóc trước phải mất tiền. Anh giao bao nhiêu con này? Giảm sóc trước này mới thay sóc mấy. Đi, anh thay làm gì đây này, anh thay đến mắt đèn thợ ta thay này này. Giảm sóc đi nó có nhún nổ này à, chết bố nó giảm sóc mà. Con này bán chưa? Đấy bán rồi, con quay con zin chưa? À gì con zin giá cao bán ở đâu? Vống. Anh em cứ vống lên thôi, zin này không đắt đâu, nó đắt cái xe đắt thôi. Con này zin cũng không đắt đâu nhá. Em lo hết giá là bao nhiêu? Hả? À? Con này lấy hết giá là bao nhiêu? Xe anh giảm sóc có chết à? Giảm sóc có bao nhiêu tiền nữa mà? Thì bây giờ xe nó có mấy triệu mà anh giảm sóc bao tiền? Vâng. Sao vậy? Anh lấy rồi đúng không? Lấy con này và cảm ơn anh nhá. Vâng, lúc một cái nước rồi. Vâng, ngon, ngon lắm. Mình cố làm tí mình chơi. Cửa kết con xe nó đẹp mình mua. Vâng. Nó cao hơn thôi, thị trường mấy trăm thì mình thích thì mình mua. Đi nó chơi nhưng mà. Đấy, cháu đi học, cái cháu là học lớp mấy? Lớp 10 thì... Bắt đầu vào lớp 10 đúng không? Đấy, con nhà em chuẩn bị lại bài có cái xe 50 cho cháu đi. Vâng. Vâng. Anh còn cháu đi biển 18, con em còn đi biển đi biển Hà Nội, con em còn đi biển tỉnh hết. Thế nhà biển biển đẹp phải để cho khách. Còn nhà mình thì cứ biển xấu thôi. Ba thì anh em ra đây. Bao nhiêu anh bán? Dạ được 5 triệu thì em ra. 5 triệu không được. 3 triệu được không? 3 triệu hồi nãy chú kia trả 3 triệu rưỡi rồi không chịu bán. Bán lại em 3 triệu, con này làm sóc chết rồi. Yếm mất rồi đúng không? Có mỗi ngày thôi, trần chuồng này thôi đúng không? Đúng rồi, em cắt yếm bỏ mà. Tại em thích độ lên kẹt hết rồi. Gì? Thì... Đến sửa anh không bán em, anh đến sửa bắt đèn. À nhưng con này dù tờ giảm sóc của ôi, nó vừa đâu. Em mới độ lên cho lên điếu mà. Kẹt. Độ làm cái gì con này anh. Xe này xe mấy chục triệu độ, anh em xe mấy triệu độ làm gì. Ý em là tại muốn chưa vào Nam để đây đi uống cà phê ăn sáng nhưng mà cho nên là sửa sạch sẽ tí. Ui anh ơi, xe này nó xe lai thổ phê ăn sáng làm gì. Nếu anh vào vào cà phê ăn sáng nhá, nó anh ơi anh để chỗ ngoài kia, anh để nó xước hết cái xe bên cạnh. Đúng, tự nhiên mình cảm mình không xước. Được rồi, đúng. Xe cổ giờ mà nó sạch sẽ gì mới quý chứ. Không, ai rất quan tâm. Anh nhìn thấy cái xe nó anh ở miền Nam, anh miền Nam nó thích con này nhá, riêng ngoài Bắc nhá là anh ơi. Anh tránh cho chỗ kia thì anh để bên cạnh là nó xước xe bên cạnh là em bắt đền anh nhé. Vậy là chưa có ai nói như thế đấy, chứ có ai đúng rồi. Đấy của cà phê anh sẽ. Trăm nhiều lồng. À. Con nào con nào? Không 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 mua, thế rồi. Bán đi bán đi. Đâu xe đâu? Đâu có nào khổ qua đâu chỗ đâu. Không mua thế rồi. Tám hai bán đi, đâu con ấy đâu anh chả nhìn gì. Đấy, ở xem rồi nhà lo cho đấy. Thôi 82 thì biết thấy gì. Chỗ đất gì. Thôi để đi. Bây giờ muốn bán cho anh là 4 triệu ok. Được thì sang ngang luôn. Giấy tờ đầy đủ. Máy móc chưa bùng luôn. Đăng ký anh năm nào đây anh em, năm nào đăng ký năm nào xem nào. Con này em như là 2003. À. Đâu đăng ký đâu. Đấy. Bán đi, xe này cà phê cà pháo người ta đi em về Dylan, Sibor rồi. Đây 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 lần Spacey. Em về làm gì? Về Nam với Sibor chạy rồi. Rồi Sibor vùng cái thứ kèn kèn khói cho nó mua. Ở đây em định xác định là không ở lâu, nghĩa là giờ anh mua làm gì? Chỉ về Nam không? Không. Mua Sibor chỉ về cho miền Tây em nó nhiều. Miền Nam mới miền Tây nó đi Sibor ở đúng ngoài hả? Hà Nội nhá, ông đi mà khói là nó không nghe đâu. Hà Nội này. Về Hà Nội nó ăn mặc. Chung là Hà Nội này muốn sửa Sibor rất là khó. Đừng đi xe khói vì ra ngoài văn hóa Hà Nội nó không thích đi xe nó khói xanh ở đấy nó mùi. Ông Nguyễn Văn Hóa Hà Nội mẹ toàn có lê cà vạt đấy, ông cứ phun vào mặt người ta sau tự nhiên người ta ngại. Đúng không? Các dân chơi đừng đi Sibor ngoài Hà Nội, nó đi Sibor nó buồn cười lắm. Trong kia thì thôi anh em xà lỏng cũng mình thoải mái đúng không? Chất chất. Thích là được. Ừ. Ngoài này đây toàn anh em chơi này mà cứ Sibor phụt vẹ khói phun vào mũi ngại lắm. Thấy không? Tôi nói vui để cho em 3 triệu thôi. Mình là anh em dân chơi rồi giải quyết đi, bán em 3 triệu. Thì em nói chung là em biết là xong xe này em sửa là làm sửa chơi thôi, còn bán là đã mất giá rồi. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà có xe em thì chung nó cũng còn được ok, nhưng mà được 4 triệu thì em bán cho anh đó là quá tình nghĩa luôn, là muốn bán cho anh. Bán cho em 3 triệu em đang like này, nói vui vẻ em like trên này, em thích em cộng bán 3 triệu cộng mấy trăm. Xong méng luôn anh em mình vui vui như nào, anh đến đây em lại bán còn ngon hơn. Đây, đúng không? Thì em cũng nói cho anh thế, thì đấy. Em thấy anh vui vẻ, như anh đã trả em 3 triệu gửi mà không bán đấy, đó là thật lòng với anh. Trả nhưng không nếm tiền đâu, em mua anh 3 triệu là anh giải. Thì giờ thì em muốn bán 4 triệu thì ok, anh em chấm lấy được thì lấy. Không được. Anh ơi đi. Đúng bao nhiêu, nó có 573 người đang xem này. Chào tất cả anh em đang xem truyền hình xem xe. Đấy, em đây, mình đang đứng ở cổng chợ xe đây, quay đây đây, chợ xe máy. Đây là trung tâm lớn nhất của cả nước, đây. Chợ xe máy đồ cũ, đấy không phải chợ xe máy mới, như đây đồ cũ.
Đấy, không sao, không sao. Anh đoán này ra được không? À, mua quay à? Tất cả anh em cứ mua xe là cái hàng mà nhé, anh này anh tư vấn rất là nhiệt tình. Xe thì rất ok. Thôi ok, anh em tư vấn nhiệt tình nha, để cho 3 triệu nha, viết giấy nha. À, okay. Thì em nói anh thế, em dứt khoát rồi, được 4 triệu tiền đấy. Nhá. Sao lại vẫn thế từ nãy giờ, chưa thấy có gì thay đổi. Anh nói, không thể nói là xe, em thể nói được. Em nói thật đấy, em like, em vui, em mua, chứ còn cái xe này anh em không mua đâu. Anh em nó đáng em thì mua. Anh thấy được thì em mua. Chỉ mua bán mà. Thôi cho vui vẻ nha. Ý là 3 rưỡi là bán rồi đúng không? Thì thôi 3 rưỡi anh Gia Lộc em được bao nhiêu? Anh em mình nói thật, anh ra đây anh nhắm ra giá rõ rồi đúng không? Gia Lộc 3 rưỡi anh Gia Lộc em 300 được chưa? Là sao? Em chưa hiểu Gia Lộc. Anh bán ý anh bán 3 triệu rưỡi anh bán. Em là về 4 triệu mới bán, 3 triệu không bán. 4 triệu cũng không, nói chung 4 triệu nó không anh không bán được đâu. Anh phải xác định nhau. Ở ngoài này nhá, anh dạo chỉ cần người thứ nhất người ngay người ta mua được ngay. Không có bỏ qua về giá nó mặt bằng rồi. Quan điểm của em là vậy, 4 triệu thì ok anh. Thì anh thấy anh cũng vui vẻ. Ừ. Em này cũng cái xe này vui vẻ thì em vui thôi, chứ còn xe này em không mua. Anh em mình vui mua nhau cho vui, chứ còn đến khi tí nữa anh bán 2 triệu 2 triệu 2 triệu rưỡi, anh em vui mua cho anh là 3 triệu con này. Hai bán cho 3 triệu nhá. Không, em hiểu quan điểm của em được thì ok. Có bán không? Không. Nói chung là tất cả mọi tôn giáo không có giao dịch bằng không, không giải quyết được gì. Anh em mình nói thật ra thì khác bằng không được, chứ là muốn mỗi tôn giáo mọi anh em tình cảm muốn nói bằng lời ngọt ngào bằng mấy mà không có giao dịch coi là bằng không, không giải quyết được cái vấn đề gì. Đúng rồi, thì anh em mình chưa thỏa thuận được làm sao giải quyết được, đúng không? Bây giờ em chưa thỏa thuận được giải quyết được ngay, cái là chuyện là nó như thế. Rồi biết là ông anh trong đầu tiếng nó nhỏ là 3 rưỡi rồi, thằng kia nó giả 3 rưỡi, ông này sao ông nếu giả 3 rưỡi thì mình bán, biết là thế đúng không? Em hiểu giáo rồi anh em. Xe này anh ơi, anh cứ nhìn xe của anh xong anh em mình sẽ nhìn nhau. Thôi tôi nói vui, chắc là em bán em 3 rưỡi. Em cũng đang like rất nhiều các anh đang xem. Ô có anh này lên phát lên 600 luôn này. Thôi em mua anh 3 rưỡi nha. Ok, chỗ này 3 rưỡi. Ok, ok ra viết giấy đi. Ok các anh chào các đại ca trên này là 600 người đang xem. Chào tất cả anh em. Anh tên gì nhỉ? Em tên Nhân. Đang người ở đâu? Em người miền Tây. Miền Tây, ui giời, miền Tây sống nước dân chơi rượu bia ác lắm. Sướng mẹ, cứ mẹ là cá là cứ vật đây nhậu mẹ, ném ra trước toàn nhậu đây này, vặn rau nhá, thả vào nồi lẩu anh em ngồi nhậu uống mỗi ly thôi mẹ. Bên ngoài Bắc mình uống dân miền Tây không có gì bằng hiếu khách. Đúng rồi, hiếu khách đấy. Đến đây, đến đây ngồi 6 ông uống có mỗi một ly thì mẹ mình không biết uống này, thôi xong mình không uống là anh em nó chờ đây nhá. Chào anh nhá. Okay, lấy mic cũng dòng 3 triệu rưỡi. Các sếp nào quan tâm con này nhá, quan tâm con này là mình mua 3-35 rồi máy nguyên đấy, em nó đến từ Hà Nam Phủ Lý Suzuki vừa đi vừa dắt nhá, 3 rưỡi. OS 82 Suzuki vừa đi vừa đẩy nhá, con này máy zin nhá, xe máy ngon lành, đề đó ngon lành, kiểm tra kỹ rồi, mình kiểm tra kỹ rồi. Các sếp nào quan tâm con này thì mua 35 một son rồi cộng 3 rưỡi nhá, à cộng 1 triệu rưỡi đấy, 5 triệu. Có phải sơn lại không? Con này dán ni lông mà, anh em dán. Đây sơn zin này, sơn đây cái này zin này. Dạ, nhìn xe nó cứng cáp mình mua chứ con lê tè nhè không mua. Đấy. Đây đây này, toàn bộ được. Này, IC sủng xịn hết đấy, mình nhìn IC sủng xịn hết rồi. Đấy, trong nó vuông vắn. Anh em này đi làm đi ăn đi quanh phố được. Đấy, đề này, đề ngon 5 này. 5 triệu. Này đề phát ăn liền này. Đề ngon lắm, cái này phải bảo dưỡng qua cái gì tí. Không, em phải đẹp, đẹp nữa. Nó vẫn cứ vừa này chưa được. Vâng. Đẹp để mua. Con này phải bảo dưỡng qua cái giảm sóc như thế. Không, em phải đẹp nữa. Con này được không chị Nhung ơi? Lại chị Dung đây rồi, chị Nhung. Con đấy lại chị Nhung bây giờ. Gặp chị Nhung là bán luôn vào ngay. Lấy bao nhiêu đây chị Nhung? Cái chợ xe chị Nhung. Con nào đẹp đẹp chị ạ? Căng một tí. Không, cũng phải đẹp. Con này xấu quá. Hả? Con này lóc nhác quá. Nó vừa cảm ơn 649 người đang xem nhá. Ai anh em trên này chào nhau cái. Chào nhau cái đi. Chị Nhung bao tiền con này chị Nhung ơi? Để cho Kiên 7 triệu 8 thôi. Giá 8 triệu nhá. 8 triệu. Nói chung là bao giờ nó hơi kiểu 8 triệu. Kiểu số 9 với số 8 nó gần thế. Nhiều lúc mà cho là... em Kiên ưu ái nhất và bao, anh em. Rồi, anh bao. Em này vào cửa hàng xem giá, bảo là cái áo này nó là 999 90 nghìn. Mình có 900 mà hóa ra là một củ thôi.
ông nào nó ghi một củ là ông nào soát thì rụt nó mua nhưng có chín mấy đấy còn giảm giá quan trọng là đến gặp khách hàng cứ tươi như hoa thế là ok rồi đấy, giá là 990.000 giảm giá 5%, cứ như là giảm giá được nhiều được đấy bao nhiêu giảm giá 5% là thôi giảm giá gì. Hàng hot cứ anh em cứ anh ơi, xong thì anh xem được cho anh này con này SH đúng không? Trước mua nhà mình đấy bây giờ đang muốn đổi sang 20 Huawei. Ok rồi. Anh nguyên lý nha anh này, nguyên lý. À, nguyên lý á, à? Em ở nguyên lý á. À? Ok. Anh cái ông cô mấy ông ở chỗ CCH á. CCH đúng không? Độ cùng đội hình này đúng không? Chờ anh đi anh đang mua của chị Dung đầu xinh gái này cái. Máy thì tuyệt vời rồi. Chị Dung cứ mở hàng cái là đắt hàng như tôm tươi. Ok. Ok chị Dung con này là 78 gọi là 80 nhá. 80 đi. Rồi trông nó ghẻ lỏ hắc lào hết rồi. Ông có thể quay vòng cho con xe này. Thôi cứ giải quyết để đem 6 đồng rồi, nha. Rồi. Thế thì chị em mình lại chào nhau rồi. Giải quyết để cho nhau 6 đồng cho nó lên, đừng có mà mua rẻ quá. Em chả mua rẻ, em mua phải giá thôi chứ còn bán rẻ. Bán cho em lần nào giá cũng tình thương luôn đấy. Lần nào cũng bán xong là khỏi tay là đã có người đặt cọc rồi. Không ăn được. Không, tuyệt vời luôn. Máy thì không được. Thôi em chị em thủ tục có nhanh để cho em 665. Thế thì chị em mình là chia tay rồi. Không được. Chia tay gì? Là bao nhiêu? Em nó sản xuất năm nào đấy, đăng ký năm nào? Đăng ký 2018. 27 thôi, xe này em xuất 27, không phải 28 đâu. 28 là 8, thôi 65 đi. Cảm ơn 641 người đang xem nhá. Thế anh Suzuki 4.5 chốt không anh? Ok, chốt cho bạn Thế Anh được, 4.5 được. Suzuki con ấy vừa mua nhưng mua 3.5 cũng được, cộng triệu cũng được. Thế anh ấy chia sẻ 3 cho cái nhá. Anh em gửi vào số tài khoản cho mình nhá, 6625288 ấy. Tài khoản Hoàng Trung Kiên. Thế anh nhá. Yên đây. Cũng xong, đơn giản. Không nhẹ thao màu tép. Chỉ bán cho Yên Kiên chỉ đẩy như xe hàng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng đúng không? Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Nó phải nhẹ như lông hồng, nó không phải là nhẹ như lông hồng nữa. Nhẹ như đẩy xe hàng. Chưa khỏi livestream đã có người đến để giao. Không, em biết rồi, nhưng không có được. Thôi mua chị 6-7 triệu. 6-6 triệu 7. Thế anh em đang bảo là con... Mỗi người 7 triệu. Đấy là 4.5 triệu. Ok, con đấy xong rồi. Ok nhá. Không mua được. 6-6-7. 7 triệu, con này là rẻ nhất thôi. Không, chưa xong. Không đâu. Đây, em đang cầm đây. Ok, 6 triệu 7 đi. Bán em 6-7. Thế sao, thế thì không ra rồi kìa. Thôi đó lại 6-8 lộc phát. Nhẹ như xe hàng luôn đấy. Nhẹ nhàng để xe hàng 6-8 lộc phát. 7 triệu là chỉ ơi, được có 200.000 thôi. Hết giá rồi. Chỉ được có 200.000. Không, máy thì em... Máy thì không phải suy nghĩ rồi. Thôi không được, thôi em mua chị 6-8 nha. Biết đấy, ok chốt con này. Không biết được, con này không biết được. Thôi xe nó bình thường. Xe nó kẻ lở hắc lào nhá, nó không có gì được đâu. Thế là con này có được không? Yeah. Con này nhiều tiền chị? Không được. Con em vào toàn 8 hơn 8 mấy. Không được. Vâng. Đâu rồi em chủ xe đã rồi, ra đây nào. Ok, cảm ơn 680 người đang xem. Mình đang đứng ở cổng chợ xe. Đây là những dòng xe Uê này. Qua vừa về con này về hợp rất hợp lý nhá. Con này mới là 76 triệu, qua mua có 50 triệu nhá. Bản 2021-22 này. Đẹp. 2017 150. Ok, ông em mua anh lâu chưa? 2 năm rưỡi. Anh xin phép anh cài mic cho anh em nói chuyện được cân. Ok. Anh đang like em, chào anh em trên này đi. Em tên gì nhỉ? Em tên Nam ạ. Nam à? Ok, cảm ơn Nam nhá. Mua xe này anh 2 năm rưỡi đúng không? Vâng. 2017 ABS 150. Ok, Nam ra bao nhiêu con này? Anh cho thể cho giá em hợp lý thì em đẩy cho đi thôi. Thôi nó mua phải lâu xem rồi. Xem giấy tờ cũ của anh không? Có, đây xem. Mở máy. Cảm ơn 697 người đang xem nhé, vẫn phải mua nhé. Vẫn cứ phải mua. Đấy, cũng muốn bán một số xe này, giới thiệu cho anh em những số xe mới về. Vẫn cứ phải mua. Ok. Xe này thì ok, xe nhà anh thì chính chủ rồi, không phải lo. Xe này tháng mấy 17 đấy, em cầm mà.
27 ABS, con này giải quyết để cho anh để trước mua bao nhiêu? Thế đây mấy năm em mua bao nhiêu? Chỉ mấy triệu ấy. Mấy triệu, đây ok, đây xem này. Em mua 2019, không phải 2 năm đâu. Em mua của anh 13 tháng 4 2019. 13 tháng 4 2019 nhá. Anh em là năm nay 19, năm nay là tháng 5 2022. Con này là hơn 3 năm. Em là hơn 3 năm. Tôi giải quyết để cho anh con này mua để cho anh bảy khoảng 75 triệu nhỉ. Được không? Bán anh 75 triệu. Dòng này máy móc cũng chẳng xả được, xem là gì. Nhà anh bán ra xe chính chủ luôn. Chính chủ cũng ở vân tay nhá, cái đây 3 năm hơn 3 năm mình vẫn làm như thế. Mua bán xe máy SH như mua ô tô luôn. Bán xe như ô tô luôn. Không bao giờ khách hàng đảm bảo, không phải lo. Được không em Nam? Em cái giá hợp lý hơn đi nữa. 76 triệu được. 75 76 triệu. Con này bạn bọn anh cửa ra thì cũng chỉ được một tí thôi. Được không? Ông em. Chốt đi. Không đâm ba gì nhỉ? Chưa đâm ba gì nhỉ? Vẫn vậy anh. Ừ. Nếu mua nào luôn đi vẫn thế. Nay em. Ô đang... quay một vòng xe của Nam cho con cái nữa. Đứng xa quá. 150 ABS 2017 biển 29. Trước mua của mình, trước mua anh chắc tầm 8 mấy triệu đúng không? Chỉ mấy triệu. Ừ thì coi là hơn 9 triệu không sao. Mình chơi mỗi năm bỏ ra vài triệu mình chơi xe nó chuyện nhỏ mà. Được không Nam? Ờ, anh cái giá này thì để về em chiều quay lại nha. Vẫn phải nghiên cứu. Rồi. Là em có nhu cầu mua mấy con quay của anh mà. Bây giờ em bán bao nhiêu nào anh em mình trong đầu vì em cũng biết giá, chỉ có người mua lạc giá nhưng người bán không bao giờ lạc giá. Mình theo như kinh nghiệm của mình, 1.000 cái xe mới có vài con rẻ thôi đấy. Ok ông em, tiếng nói nhỏ em ở trong đầu là ra khoảng bao nhiêu ý anh với thế thôi, chứ còn ý em anh muốn tôn trọng ý em. Trong đầu em ở nay bán lên kia khoảng con này ngắm khoảng bao nhiêu thì mình cũng phải mấy nhịp mới xong, tất cả mọi cái nó phải vài nhịp. 83 triệu. À, 83 đúng không? 83 triệu cũng đấy, cũng là một câu chuyện. 83 2017 anh sợ căng. 83 thì anh phải đọc xe các sếp trên này là 86. 86 mới gần 90 rồi. Và cách đây 3 năm các sếp cách đây 3 năm em mua của anh là 90 hơn 90. Mà giờ anh vẫn đọc 86 thì cũng nghĩa là nó bị hơi lạc. Đúng. Nếu anh mua 83 thì anh phải đọc 86 thì anh mua về để bán mà. Đúng không? Theo anh này em cứ bán tầm dưới 80 tí đi. Em ạ. Để cho nó anh em mình vào việc. Đây em cứ tưởng tượng đấy, bởi vì anh mua về anh bỏ ra mấy chục triệu thì cũng phải cộng lên 2-3 triệu đúng không? Bây giờ anh đọc 86 thì nó lại không được. Anh em nắm rõ giá lắm, các sếp này nắm rõ giá. Thôi 7-8 triệu nhá. Làm nhá. 7-8 thì anh em mình đổi con kia. 7-8 thì trên này anh em like trên này thì cộng 2-3 triệu là xong. Chốt phát trên like luôn, anh chốt ngay trên like luôn. Được không? Đấy, tất nhiên là cái, anh em giá tốt nhất anh cho được bao nhiêu? Chiều hay nắng áo em chiều ra... Vẫn còn chưa mua. Em vẫn chưa bán đúng không? Hợp ơi, xem nào. Thì... Em đã đổi anh em, em đã đổi em thích con nào chưa? Em cũng ngắm được rồi. Ừ. Tức là bây giờ nếu mà em mua em đổi hay em mua hay như nào? Ý của em đổi hay mua? Đổi. Phải có xe mới bán con này. Hay là bán con này đưa tiền luôn cho em đi về, cho đi taxi về. Nếu mà ra cái giá hợp lý thì em đổi, đúng không? Đổi lấy cái con trắng thì được à? Đó. 68. Xe chị Dung 6.8 kia mua rồi nhá, quay vòng. 6.8 mua rồi nhá. Đấy. Anh em có dò dè con đấy. Cơ bản là vẫn chưa xong nhỉ? Ôi, thân nhân nhau bảo luôn đây, có gì đâu. Cơ bản là vẫn chưa, bây giờ vẫn chưa đổi mà. Hay là chiều đổi đúng không? Bây giờ xong giá em có viết giấy luôn không? Bởi vì xong giá mà không mua bán nhau không giải quyết được gì mà. Em đã bán ngay chưa? Nếu cần em cho người ship xe về cho anh. Bởi vì anh like như này nhá, là anh like có thể anh em anh cộng phát là các đại ca cọc luôn. Đọc luôn này em lại không có xe nữa, mất công. Và trên like giờ nó cũng khó. Thế giá tốt nhất anh trả cho em cái này được bao nhiêu? Anh giả em giá em xuống được bao nhiêu? Anh giả 78 triệu. À 68 triệu. À, ừ 78 triệu. Anh trả 78 triệu. Mà em đang báo 63 đúng không? Tức là giá tốt nhất hả? Xong em lại bớt anh, mua con kia xuống đây. Bớt
con này của anh em, anh để lên giá hợp lý, con kia mình để cho anh giá hợp lý, anh em mình cùng tiến đến với nhau, chứ bây giờ cứ một ông chèo lên một ông tụt xuống vừa hai hai anh em gặp nhau tái này nó vào việc hơn. Tại vì ông trên live này các sếp em ơi, hiện tại là các sếp chia sẻ với anh ấy, đây là 800 người đang xem, các lãnh đạo. Ok, thế cảm ơn anh ạ, có gì anh ra có nhất 7-8 triệu của anh là kịch khung anh trả em rồi đúng không? Cũng chưa phải là kịch khung, cơ bản là anh em nó còn trên nhau 5 triệu nữa. Nó chưa phải kịch khung, ý em là bây giờ em xuống được anh bao nhiêu. Để anh em mình vào việc. Thôi như này để em chốt này nhá, chiều để em dẫn thằng em đến luôn. Lượt thì anh em lấy xe kia luôn, để em về thằng này, thằng nào thì bây giờ em cứ phải đem đến cho nó thích xe nào để nó lấy. Đúng rồi. Vẫn chưa xong nha các sếp nhá, bởi vì là đúng rồi với tất cả mọi cái. Ok, Hòa Minh học cơm thôi, đúng rồi. Chưa cơm anh ơi, hơn 12 giờ mới cơm. Ok, anh rất là cảm ơn em có những thức video. Ok, em lấy số điện thoại ở họp ấy. Không là có gì thì em qua lại nhé. Hợp ơi, em lấy số bạn đi. Bạn đang bán 83 đúng không? Em đang bán 83 và anh đang giả 78, anh em nó còn chênh nhau một tí. Nhưng muốn là thôi thì cũng phải đằng nào cũng đưa đấy em đến thì anh em có linh hoạt. Có lấy số một tí nữa. Yeah, ok. Thế ok là cảm ơn anh em đây, con này tiếp tục sang con ông quay con này. Có lão chốt nhanh quá. Suzuki. Em đi nhá, có gì thì chiều quay lại. Đi ra cọc. Okay, đâu à? Em mua xe gì vậy? Anh lấy xe. 50. À xe 50. À, đâu xe đâu? À đang đi thử ở đây. À con 50 hôm qua anh like mà, đúng rồi, anh like. Em xem cho đấy. Ông quay đấy, ông quay đấy. Anh muốn mua cái okay. Xe Jim nhưng mà chỉ là tầm 74 đã. Hôm nay em gọi cái xe Roadster đấy. Xe Jim. Còn 30 anh không bán, anh bảo 31. À, có người khác lại cọc mất. Đấy, nhiều lúc cuộc sống nó là cái duyên, hữu duyên. Đấy. Xe mua và đi. Ok. Anh lấy con này đúng không? Anh cứ theo dõi anh ạ. Vâng. Đây, anh chào các đại ca trên này cái. Chào anh. Vâng. 812 anh tên gì nhỉ? Em tên Minh ạ. Anh ở đâu ấy? Đấy thất. Mua xe này cho con gái luôn. Vâng. Xe G50 vâng. Được anh, cảm ơn anh nhá. Vâng, con này máy anh vâng. Tiếng nổ là cũng nhìn anh đến ảnh đẹp không? Vâng. Hôm mua xấu nhưng bây giờ đấy qua anh em dọn dẹp lên nhìn trông. Anh mua con này của em là bao tiền đấy nhỉ? 13 triệu. 13 triệu đúng trên like đúng không? Vâng. Đúng, ok trên like. Chụp ảnh đi em ơi. Dung nháy anh kiểu anh em đây. Xin lỗi các sếp nhưng vẫn cứ phải có một tí thân thiết khách hàng đi. Ok, đã chế độ chân dung nhá. Chuyển chế độ chân dung đi. Rồi. Ok, 1, 2, 3. Cả xe này. Ok. Rồi nhá, anh đi may mắn nhá, cảm ơn anh nhá. Một là khách hàng ở trên. Con này mua chị Dung là 6,8 rồi nhá. Thôi các cháu học sinh, sinh viên. Thì tôi giải quyết là cộng 1 triệu thôi nhá. 6,8 mua 6,8 rồi cộng 1 triệu nhá. Xe này máy móc tốt, ngon. Đấy. Đấy, các đại ca là mua cho con cái đi, con này cũng được. Đấy, máy thì thu thít phết. Biển số 29A nhá, 44978. 44978 hoành tráng phết. Ông quay vòng con xe này 6,8 thôi con. Cộng 1 triệu nhá. Anh đi nhá. Vâng anh đi. Vâng. Đấy, dành cho học sinh. Đấy con xe này của ông bà là con này là bán 7 triệu nhá. Hôm nọ con đại ca đến giả 6,5 triệu ông bà nó dùng xe không phải của mình đâu. Của bà đi xe đi. Tiếc không bán. Đấy tiếc. Con này là 7 triệu nhá. 7 triệu Attila FI nha anh em nhá. Biển 29H1 20076. Ồ chết rồi. Attila FI. Chết rồi, con này này cầm mất cái giấy tờ của bạn đi rồi. Anh đưa cho bạn đi vào, tí nữa giữ vào trong. Em ơi đưa vào văn phòng anh gái cầm mất giấy tờ của bạn đi rồi. Đưa vào văn phòng nhanh cái SH vừa like. Phân phối lớn này. Không phải gọi đâu, chiều đến. Chiều khác các bạn sẽ đến mà. Con này anh em ai có thích con này không? Con MT nhá, xe mới đắt lắm. Xe mới con nào MT con này 76 triệu này. Mình qua mua rất là hợp lý, mua con 5 xoại thôi. Đây này, MT không biết đâu quay cho con này, mới chạy 6.000 này. MT và IMA 150. Em nó là anh là em của F con Z. Đây, ông quay vòng cho con. Biển số em này là 29. Ây à, Long. 2. Không quay. Long sửa xe, ok. Không bây giờ này, anh em này lại còn sửa xe đội gấn không? Không, bây giờ là đang định bảo anh đổi cái xe đây, đang định bán đây. Ừ. Thế Long bán cái này. Ừ, thế đang định mua
cái này. Ơ, bán mua luôn. Đây, đông xe mua. Họ sửa chữa xe máy nhá, ở đội cấn như thế này lại đang đi làm cái gì chuyển đây? Sữa, chuyển sữa, đại lý sữa của Mộc Châu à? Ừ, đại lý làm cho vợ đúng không? Bán lại đi, bán luôn thì mua luôn. Đây, ừ. Cho nó mau. Anh cho em cái, anh nói cho cùng anh kia ừ, cho cân luôn. Ơi, lại cho ông lại tối. Long này, ông này ông thợ sửa xe giỏi ở đội cấn như này, ông đi ông bán sữa này. Ông anh ấy em sửa xe kinh chuyển nhé. Ông ấy lại cho lên YouTube này rồi lại đây, đang lên này, lên lại mất rồi. Ăn mấy cái nghìn view mệt. Đây, đây đây này, đây này, lên này, đây này. Ok. Cảm ơn 750 người đang xem nhá. Con này đi nhiều. Xe nó đi đang nhiều, đang muốn hỏi xem là đấy. Giá được bao nhiêu tiền để anh em quyết luôn. Đổi con nào đi? Đi, đổi con nào đi? Đổi đi. Đây tôi về tôi đi lấy mua xe mới, mua con Future mới để con đi. Con này chắc mấy triệu để bán. Ờ thì đấy thì ông nếu chỗ anh em thì dân làm với nhau rồi thì ông cứ nói mẹ thẳng vấn đề okay. Chứ không phải là đi xa đi sâu làm gì cho xe nó mất này, xe lai rồi nhá, xe dành cho anh em người khổ nhá. Con này anh em để mà đi để mà chắc chắn mặc ăn chắc mặc bền thì nó vừa mấy đôi lốp rồi. Đôi lốp mẹ Ecohama vừa mua 600 không đấy anh em. Xe này xe ship hàng nhá. Con này mà tên nếu mà là ô tô nó là taxi, xe máy nó là shipper. Em nó sản xuất 2007 đấy, mình cũng phải nói rõ đấy, xe đi nhiều quá. Con này thôi giải quyết để cho anh em, để cho tôi 6.5 triệu được không? Thì chỗ anh em thì ông xem thêm một tí nữa đi. Ôi 6.5 thôi. Cảnh nhiều lúc cái người nghèo nó khổ, không có tiền nó mua con xe nó nhiều lúc. Như kiểu nhà nghèo vợ xấu xí nó cũng chán. Thì tôi phải chấp nhận thôi, mình không có điều kiện thì phải chấp nhận thôi, ăn quả vậy. Ôi rồi thôi. Con này hàng taxi. Ông có thể quay vòng cho con xe này. Tôi mua. Ông đưa con. Quay vòng ông quay vòng lại đi vào. Không, anh em mình là thợ thuyền với nhau rồi. Anh em mình quá hiểu nhau rồi. Đấy là còn là một khách tín, không những thợ là khách tín nhiệm. Để tôi 65 lên anh em cộng tí thôi, 65 phát cộng 1 triệu là xong bén luôn. Nói chung là để chứ còn con này thì có cưa kéo xẻ thì lâu lắm. Đúng rồi. Thôi như này nhá, để cho nó thoải mái này. Tôi thì để cho tôi về tôi chuẩn bị tài chính để tôi đổi. Đổi. Chắc là 1 đến 2 hôm là tôi lên tôi mang bán đúng okay. Không? Nhá. 6.5 triệu anh em ai thích con xe hoặc là thôi thì xe này đi làm đi ăn thôi chứ còn chứ cảnh xe này tiền đi làm thôi chứ không phải là xe để đi chơi. Ngon thì cũng không có ngon đâu nhưng con này có khả năng máy vẫn còn zin đấy nhỉ. Ừ. Ừ máy chạm rồi. Máy chạm rồi. Chạm. Mẹ cũng đẹp phết, chạm đẹp chứ nhỉ. Đấy. Chạm rồi. Rồi ok. Nói thẳng luôn anh em mình là thợ thì phải chạm rồi. Rồi ok. Thế tầm 2-3 hôm nữa hẹn okay. Gặp lại và welcome to Hoàng Kiên 147. Rồi. Bây giờ xin với nhà Long Long chào các đại ca như này, cảm ơn mọi người. Chào các bạn nhá. Có 20.000 người đang chuẩn bị xem Long. Nào anh em vui vui tí nhỉ. Thế nào giải quyết cho mấy cho cháu mấy bịch sữa, nhà có sữa thì thoải mái đúng không? Để nhau vài két đi. Nào để lại tôi kiện. Để tôi két. Lúc nào tôi để buổi sau lên rồi. Buổi sau xách được két đây để lại cho một két. Không xin rồi chỉ có mua. Bao nhiêu? Con xe con này hết pin mất rồi. Lai lai hết pin rồi. Lấy máy lấy máy của Na cái. Em ơi kéo mang luôn cái sạc cái theo luôn. Lấy máy Na lấy mang sang. Bao tiền anh kìa. Con này khách đang bên nhà đúng không? Bán này đủ. Bán này đủ. Bán bao nhiêu? Bây giờ bán bao nhiêu? Ôi, bán cho bán cho người ta mình không mua. Đấy con MT này, con này là mình anh Thiệp ơi, Thiệp ơi. Là con này là bao tiền đấy nhỉ? Con này qua quên mẹ mất rồi. Đấy con MT này, con này nhá, con này hôm qua là nhớ là mua là 50 triệu thì chính xác hơn này. Qua là có hai bạn đến bạn bán một con biển tỉnh cũng 50 triệu. Thế mình cũng không mua được. Con này mình mua 50 triệu nhá. Con này mình bán là con này có 4 triệu nhá các sếp nhá, mới 7-6 triệu. Em nói sản xuất con này là đang xe này xe 2020, ông quay xe đi quay xe con làm gì. Đây lốp còn xe còn sơn này. Mới đi được có mấy nghìn cây thôi, 6.000 cây. Mua rẻ quá, mua cái 50 thôi. Mới 7-6 triệu đăng ký mà 1 triệu nữa là 8-6 triệu nhá. Anh em search ở mạng thì sẽ biết con này giá bao nhiêu. Đấy.
Xe biển E nhá, biển số 29E, em quay một vòng cho con đi. Đấy. Ok, chúng ta máy. Ok, mọi người vào đây nhá, vào đây là có một số xe khác. Đấy, không quên con xe này là con này con đi được 700 cây nhá, mua 83 triệu nhá, cộng 2 triệu này. Mua 700 cây xe chưa đăng ký được 10 ngày nhá. Bộ phận văn phòng nhớ mang giấy tờ đây nhá. Dung hiện tại là máy của Dung là hiện tại không ấy được đâu. Máy của Dung hiện tại là đã khóa mà anh kia không mở đâu. Đây con xe E này, con này mới về này. Đấy, giới thiệu anh em mới về. Đấy, cho mang một cái điện thoại này nhá. Gọi cho bảo Dung sang bên này. Đây con này hôm qua mình có like này. Con này vừa mới về nhá, con Berlin nay sáng nay vừa mới mua về nhá, con này mua rẻ quá. Con này quá rẻ luôn, con này đẹp. Spring nhá, Spring mà năm sản xuất của nó đời thấp lắm. À đời ấy 2014. Spring. Sáng nay vừa mua về nhá, con Spring này. Đấy. Spring. Yêu cầu chị Quỳnh bảo Dung sang bên ngay bên này để mở cái má ở trên này nhá, like nhá, đây để con like, đọc luôn trên này. Chịu ở cái này nó khóa mất má rồi mình cũng chịu. Cảm ơn 765-80 đang xem nhá. Đâu, like nhưng mà vấn đề là phải có đọc má, đọc mail giá. Đấy con này, Spring này, con này qua, thời gian anh mua là có 30 triệu, chưa đến 30 triệu con này. Đời 2014 này. Mua này có hai mấy triệu này, 28 triệu nữa. Anh em ai quan tâm thì cộng 3 triệu nhá. Đấy. Con SH này vừa mới về nhá, SH này vừa về này. Đấy, Sơn Binh con này ngon đấy, sáng nay vừa mua nhá. Ông sang bảo Dung sang đây. À đây mở máy. Điện thoại. Tại em anh tắt đi, bỏ đi rồi. Bỏ đi. Con này chạy 3.800 cây này, con này tối hôm qua vừa mua nhá, đổi con này. 2019. Tắt mic rồi đi anh. Tắt mic rồi đưa. Ông quay qua. Để em đọc anh biển số này, con này xong con này là mua nhá. Đây con này. Đây con này. Đây con SH. Con nào anh? Con SH. SH này. Tiếp đọc. SH đúng không? Con SH màu đỏ này là biển số 29X749561 2019 màu đỏ đen. Con này đẹp nhỉ. Bộ phận văn phòng nhá, là sao mà cái máy của anh mà bị này nhá, là phải nộp 500 nhá. Mấy chị em quản lý cái máy này mà để phải hết pin này là nộp 500.000 luôn đấy. 29X749561 nhá, Đồng Nhung với Thúy Quỳnh nhá. 49561 anh ạ. Không sạc nộp 500 đi nhá. Màu đỏ đen 2019 X7 49561 700. Con này mình bán 97 triệu nhá, 2019. 125 ABS. 125. Đấy, à 125 CBS, xe đẹp lắm, tối qua vừa mua. Con này xong chưa anh? Con này lai chưa? Con này xong rồi đây, 22222 con Vision này. Em đọc Vision màu trắng bên này nhá, biển 90B331883. 90B3 Vision. Con này quay ra có like rồi, 34.500 con này nhá. Chiếc Vision 2021. Chiếc Vision bên cạnh màu đen xanh. Này biển 34B504902. 38.500 nhá. Báo con 2022. Xanh này bao tiền anh? Có anh đang hỏi này. Anh tiếng Nhật này. À đây con này qua mua là 36 triệu này. Con này 2019 mua qua mua 36 triệu, cộng 3 triệu nhá. 39 triệu con trên này. Trên live trên này anh em xem live trên này là mua trực tiếp con này là 36 triệu này. Okay. Xe đẹp lắm, ông quay vòng cho. Con này 39 triệu nhá, anh tiếng Nhật thì em chẳng biết đọc tiếng gì đây, tiếng Nhật. Chỉ biết tiếng Nhật biển 29B178663. Anh lẹt lò để lại số điện thoại. Nhân viên bên em sẽ tư vấn nhá. Có xe nào giá dưới 15 triệu không bác? Xe ga. Con này nè, con 15 triệu cũng được này. Xe ga xe số. Con này máy kêu tèng tèng thôi. Con này máy kêu, con này phải xử lý lại máy. Con này máy xử lý máy anh ạ. Ở máy zin nhưng bị kêu mất rồi. Con này mua rẻ.
con này mua có 10 triệu. Con này mua có 10 triệu nhá. Phiêu chờ này. Này mua 10 triệu cộng 2 triệu nhá, 12 triệu. Nếu có thể làm máy với 1 triệu nhá. Máy hơi kêu tí. Phiêu chờ đầu to FI này, biển số 29X3 11083. 32 vẫn còn này, sao Jim biển 32? Jim biển 32 vẫn còn đúng không? 32 3 con 4 F8. Biển số 32. À ok, bạn là lẹt lò, bạn ấy để lại số điện thoại con 50cc 7 triệu 8. Ừ, 50cc. Ok, bạn cặp mình. Có đấy máy ngon đấy, bởi vì những con xe nào máy chất mình mua nhá, có cái xe của ông Long đấy là con đấy, con shipper con đấy nó đi 7 vạn rồi. Cũ rồi, mình giả 6 triệu rưỡi, nếu mà anh em ai thích thì cộng triệu nhá, là 7 triệu rưỡi con xe Way Black ấy, đời 2017 ấy. Bánh đúc á. Con này mình bán 20 triệu nhá. Dìm lái. Biển 32 con 20 triệu. Tiếp theo. AB. AB. 29G139280. Con này màu đen, đen đen xám nha anh em nhé. Màu đen xám đời 2014. Con này form to đẹp ấy. 24 triệu 500 nhá, 2014. Đây, vì những xe này mới về. Vision màu trắng biển 29D23375. Dành cho các anh em phụ nữ. À, riêng Vision mình toàn chọn xe ngon, xe đẳng cấp luôn. Mấy nghìn cây. Con này 2019 form đẹp đấy, form thanh. Con này form 20. Con này 33.500.000 nhá. Tiếp theo con Vision 33 triệu thôi. 33 triệu con này em nhá. Vision màu trắng tiếp theo biển 29N187502. Màu trắng 40 triệu nhá. Đấy, 2021. Tiếp theo con này. Lít con này biển LEAD 98B293228. 2017. 27.900.000, 27.800.000 nhá, 2017. Con này hôm ấy mua là đã là 25 triệu này. Con T này anh đọc rồi này. 9797 này. Đọc luôn hôm qua. Con V1 con hình như vừa xong à? Vừa xong con này. Phải không? Hỏi xem là có con nào, con này đã ai cọc chưa nhỉ? Con đấy giá này ghi khách đặt rồi này. Con này xem nào. Con này mình vừa like bên nhà. Đúng không? 29 đúng rồi, 29V173126 vừa like bên nhà hơn 70 triệu. Đúng rồi, 67 triệu. 67 triệu. 67 triệu, sợ dắt đây nhỉ? Sợ dắt có anh cọc sao làm gì? 67 triệu con này nhá, Jim Thái nhá, xe đẹp. Tiếp theo con này. Tiếp theo biển 29V528283 con SH. SH đời 2016 nhá. Con này 150 này, SH 68 triệu nhá. 2016 màu đen. Tiếp theo con này. Tiếp theo xe lít màu đỏ biển 29V737. Con hàng nóng sốt vừa về. Gọi là mới về nhá, hôm qua hoặc dự qua bên này thôi. 29V17279. Con này 44.500.000 nhá, 2021 nhá. 445 xe chính chủ luôn nhá. Cho anh chốt giờ, anh chốt xe nào 90 à? Em vừa gửi cho anh cái đấy. Đấy. Đấy con này nhá. Lấy loại tắt nhá. Con NH biển Z trong nhà vào lần với con Z. Lần con này nhá. Con này 44.500.000 nhá, xe đó là mình chỉ cộng mấy triệu thôi, bởi vì cái dòng này mình mua 41 mấy rồi. Con lít lít biển 97 à? Đấy, trong này kho bây giờ thợ cho mình nhiều đang nghỉ nhá, khu vực bảo hành đúng không? Con lít biển 97B210830. 22.500.000 nhá. Con này 2013 màu xanh. 22.500.000 con lít 125 này. Đấy. Hàng mới về chưa kịp dọn đâu. Chưa kịp dọn con này, chưa kịp dọn. Đấy con Novo trong này là 4 triệu này. Đó, hàng kho gọi là thanh lý. Đấy quả có tiếp cả con Classico nằm trong kia phải sắp nó ra. Con Classico ngon lắm. Con Classico là màu trắng này, biển 29P1. Tại sao nó vẫn còn này? 15782 anh ơi, để trong này nhiều quá ấy, kiểu không mình không like được ấy. Ừ, không like được không hết. Like được, không chụp được. Con này màu trắng nhá, 29P115782. Con này 2011 rồi, 11 12 rồi, tem này. Con này 9 triệu rưỡi nhá. Ui, để anh em dắt ra. Em nhớ chiều em điều hành bảo dắt ra nó dọn. Ok, chiều em bảo. Chiều em điều hành hộ anh bên con đấy. LX này, con LX 3VE này biển 29H1. 42598. Con này là màu xanh trắng. Lát 3VIE nhé. 3VIE. Con này là 17 triệu nhá. Tiếp tục con này này. Con SH này. À, con Jim này. Ông cứ đứng ngoài đấy. Ông đứng ngoài đấy quay được. SH biển em tắt anh con Jim ấy.
đèn zin. Con SH màu đen nhá, biển con này là 150 này. 29Z139726. Hàng vừa mới về nhá, mới tắt ở đây thôi. 29Z1. Mình bán là 60 triệu nhá. 2016. 150 đúng không anh? Vào form 125 không để ý. Độ form đấy, con này 150 form mới like. Con Dream này biển 22H17451. Ôi con này con này đẹp. Hợp lý, mình mua con này có 14,5 thôi, con đấy còn 2,5 triệu nhá. Con Dream Thái. Thái làm đẹp. Mới về anh em đang làm đẹp. Đây con Blade đầu to này, biển 29N116673. Con này màu trắng anh em nhé, màu trắng xám. Đầu to con này, Blade đầu to 29. Con này 18 triệu nhá, xe đẹp đấy nhá. Trong này anh em rất còn rất nhiều những con xe. Đây con Jeep này với con Liberty thôi, giờ dắt ra ngoài thôi. Đẩy bây giờ không anh em không chỗ chỗ để. Chỗ để làm. Hơi dồn ra tối đi. Chắc hôm nay không thể đi được thôi. Rất là tiếc chiều nay đã giúp anh like cho anh một số xe. Ok này, ok. Đang phải gửi iVlog anh. Đấy. Hôm qua quay như thế có tạm con tạm này không? Mua 6,5 triệu cộng 1 triệu là 7,5 triệu nhá. 82. Đấy, con 82 50 cc. Đây con NVX qua mới mua này, con NVX này con qua mua con NVX 27 này. NVX mua rẻ lắm, trắng. Mua con này mua có 21,5 này. Đấy, 150 này, 2017. 155. Mua 21,5 rồi. Con này cộng mua 21,5 nhá, cộng 2,5 triệu con này nhá. Các sếp nào quan tâm thì để nổ máy nổ máy. 23 mới về nhá. Một chiếc NVX màu trắng biển 29M1. Con này nó dán rồi đấy. 53469. Đấy. Ngon lắm. Đấy. Mua 11,5 triệu thôi. 22 150 khóa chìa. Đấy tiếp con SH này. SH này. Con SH này biển 29B1177174. Líu cả giọng. 150 con này là lên form nhỉ. 29B1 61 triệu nhá, 150. 150. Con này lên con form. Này sao vẫn còn đây nhỉ? Sao con biển xe 50 sao vẫn còn đây nhỉ? 50 học sinh nhỉ. Sao con này mới về sao? Ừ. Con này biển 99AC00645 dành cho học sinh sinh viên nha anh em nhé. Và form này là form đẹp cho các bạn gái nhẹ nhàng đấy ạ. Học sinh sinh viên 50cc không cần bằng. Hạ 99AC00645. Tìm chết. Là 50cc. Con này 50cc, con này. Con này chắc có tầm 10-11 triệu đấy nhá. Anh em để ý xem để ý giá. Mình không nắm rõ con này. Đấy, giặt xe này là giặt xe này hôm qua mình có like, hôm qua kia có like iPlay rồi nhá. Anh em để ý xem lại những con xe hiện tại này. Đấy. Okay. Không, bên kia còn mấy con quay này có like nốt không anh? Thôi. Thôi. Nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Con click này này, sao còn con click này. Biển 30 này. Click màu đỏ này biển số 30K35832. Con này 10 triệu sao anh ạ? 10 triệu đúng rồi. 10 triệu nhá. 2010. Ok, cảm ơn anh em vẫn theo dõi mình đến tận bây giờ nhé. Rất là biết ơn anh em đã theo dõi. Đây con này là mình mua đầu line, mình mua là con này 8,2 triệu nhá các sếp này. Đâu rồi? Ông ơi. Con này đẹp lắm, mua 8,2 triệu thôi, đời 2012 đẹp lắm. Con này sơn nguyên máy nguyên nhá, pha đẹp lắm, ông quay cho con cái pha trước này. Mình mua 8,2 triệu nhá, các đại ca nào quan tâm thì cộng 1,2 triệu nhá. Đấy. Đấy con xe này lúc đầu là mình giả 82 anh em đòi 9,5 triệu đấy. Thế mình mua có 8,2 triệu thôi, anh em cộng 1,2 triệu con này nhá. Xếp nhá. Anh Láp Đỗ Văn Lập 32448 19 triệu bán không? Con Viva này vẫn chưa có ai cọc nhỉ? Đang chuyển khoản. Viva này đang chờ chuyển khoản đấy, các sếp nào mà mua nhá, vẫn mua lúc mua là 3,5 triệu rồi, cộng 1,5 triệu nhá, ông quay con này. Viva. Bạn Ân Huệ bạn đang hỏi cái con 50cc xám hồi nãy là nó là hãng gì? Con đấy là hãng con xám là hãng liên doanh đấy nhá. Liên doanh anh em ạ. Nhôm kính Thảo Tiến không quay X. Ấy chạy tơ thì mình bạn nhôm kính Thảo Tiến ơi, chưa sáng okay, xem cái đây 3 ngày nhá là mình có live trên Ấy chạy tơ rồi đấy. Chiều em lên em quay thêm Trang Nguyễn quay lại Vec 3 đi chị. Vâng chị ạ. Em Vec 3 bên Vec 3 bên tầng 5 hôm qua mình có live rất là kỹ nhá. Chị xem chưa? Chị lấy chưa?
Bạn An Nguyên nhá. À dạ vâng, đây chị đang lấy xe này rồi. Thì bạn Facebook đang phát trực tiếp này. Chị đặt cọc à? Vâng. Vâng. À đây chị sang lấy rồi. Vâng. Chị đang xem live em đặt cọc trên live hay là? Đấy, đặt cọc trên live. À đặt cọc trên live. Úi giời ơi, nhiều đồ đấy. Chị ở đâu bạn đấy? À chị trên Lạng Sơn xuống à? À mua cho con này. Ừ, chào cháu. Ừ. Ngày nào cháu xem. Cháu đi học. À vâng vâng. Rồi chào bác nhá. Chào bác. Vâng. Ok. Ok, cảm ơn em nhá. Đây là bác là đi riêng đúng không? À vâng. Vâng. Đây là mình với bố mẹ. À là bố mẹ à? Bác là bố mẹ à? Vâng vâng. Ông ở đây, ông ở đây, ông ở đây. Vâng. Bác đi từ đâu qua đấy? Bác đi từ đâu qua cho em ấy? Sao ạ? À, bác đi từ đâu đấy? Từ à, Lạng Sơn mà. À, từ Lạng Sơn à? Ừ, Lạng Sơn. À, vâng. Ừ. Chắc là cháu vào nhập học đây đúng không? Ok. Vâng. Cháu năm 2 rồi. Vâng. Hôm nay đây sếp chào các đại ca trên này cái. Ôi chào 1.000 người nha. 20.000 người. Sắp tới là 30.000. 30.000. Vâng vâng. Anh tên là gì nhỉ? Bác tên là gì? Tôi là Thảo. Vâng. Bác từ Lạng Sơn cho cháu đến này. Bác gái tên gì nhỉ? Em gái tên là Hương. Em tên gì? Em tên là Long. Long này đang học trường nào ấy? Em học trường kinh doanh và công nghệ rồi. À. Thế chỗ nhổ này à? Vâng, gọi là kinh công nhá. À, kinh công. Đang Hoàng Mai đúng không? Vâng. À, rồi. Rồi em dùng con nước đi. Anh ơi, trả lời với bạn 1.400.000 đời 2019 anh nhá. 1.400.000 đời 2019 nhá bạn nhá. Bạn Ân Huệ nhá, cho anh không nước. Em rót nước cho các bác. Bác cho xem lại ngày em xuân nhỉ? Con nói là con xem. Đó là chuyển khoản. Còn 38.500. Rót thêm nữa. Mời con xếp như này không được nhá, khát quá. Nóng. Hơi nóng. Cảm ơn vẫn còn 485 anh em đang xem. Trang Nguyễn thì mình không mình qua mất rồi. Ân Huệ mình trả lời rồi. Vép 3 Plin màu trắng. Ok, con vép 3 Plin màu trắng đấy, con đấy là đời 24. 17 triệu. Đâu con vép 3 Plin. Huệ Huyền ơi, con Spring nhà này, sáng là mua bao nhiêu nhỉ? Con đấy là không, con đấy biết rồi. Con Spring đấy là mua nhà 28 triệu ra đúng không? Em là Quỳnh. Con đấy còn đẹp nữa. Spring cũng còn đẹp bang, sáng nay vừa mua, Quỳnh vừa mua đúng không? Ông quay về đây. Ok, cảm ơn 458 người đang xem nhá. Còn Nguyễn 4 con phu biển 28F5 20 triệu bán không? Phu Nguyễn. Còn anh Nguyễn Bút Điều Bình. Anh Nguyễn Bút ơi, tôi thêm 1 triệu đi. Rẻ quá. Chả muốn bán đâu. Bởi vì nói thật ra những con xe này em kiểm tra rất là kỹ rồi. Em bán 22 triệu ấy. Đầu tiên là 23 rưỡi đấy, nhưng mà xuống 22 rồi. Thôi bán đây anh Nguyễn Bún 21 triệu nha, nếu anh quan tâm thì anh cọc cho em nhá, Nguyễn Bún nhá, chia sẻ bài cho em nhá. 21 nhưng phải chia sẻ bài nhá, không phải là 21 mà xuống tiền đến đây mà cọc nhá, em là đại ca nào mà cọc mà không chia sẻ bài là em đánh tháo, em không bán đâu. Em bán cho người tiếp theo. Các sếp lưu ý nhá. Các sếp lưu ý là riêng về anh em đến đây là tất cả nhân viên mình đều đeo thẻ nhá. Ở đây mình đứng ở khu vực cổng chợ anh em đông mà. Thì lúc cũng mình thấy là nhiều anh em cũng bán và tưởng bán ở nhà mình hóa ra. Đây như Huy này. Đây đeo thẻ này, xe máy Hoàng Kiên nhá, các sếp nhá. Đây toàn bộ nhân viên Hoàng Kiên là phải đeo thẻ. Có mỗi mình thì không đeo thẻ thôi, còn các nhân viên của mình thì chính thức phải đeo thẻ. 265 xe Jim. À đại ca kia đúng không? 25 thì ít quá nhỉ, 255 1 triệu bạc Jim, 1 triệu bạc nhạt lắm. Nhạt. Cho nhạt. Thêm tí đập đi. Vâng. Rồi cho thêm tí cho đập. Đây đây, bác đây nhà bao nhiêu? 265 rồi thêm 500 nữa rồi. Jim Việt Nam mà có hàng độc lạ mỗi triệu bạc em nhỉ. Vâng. Đã em ra xem ông bảo anh ấy khai như nào. Không giàu. Sao gì? Bán nước đi. Em rót nước đi. Được chưa? Tôi rót được con nước xem nước. Vâng. Anh ơi, anh bảo con chốt con OS 9.2 cây thôi. Được chưa? OS 9.2 cũng xong. Cũng xong nhá. OK, Nguyễn Huy chia sẻ bài nhá. Cũng xong, mua 82 bán 92 cũng xong. OK. Đại quyết. Đang xe đi 26,
bác xong chưa? Tiền nong xong xong chưa? Xong hết rồi. À, rồi, vâng, em cảm ơn bác nhá. Rất là cảm ơn bác. Vâng, rất là cảm ơn bác. Chúc nhà hàng vâng. Lúc nào phát đạt nhé. Vâng, 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 cảm ơn chị nhá. Mỗi ngày bán được 200 con rồi. Không, cũng được, cũng bán được để phục vụ anh em xe tốt nhất cho các bác này. Rồi. Rồi nhá. Đấy, các sếp. Các sếp bây giờ có nhà ngoài này hết rồi đúng không? Nhưng mà cho cháu ở thôi đúng không? Các sếp này thì hầu như toàn có nhà cửa được vài cái ở Hà Nội rồi. Bác ở bên Ocean Park à? Ui giời, thế VIP thế, là sếp. Không dám vào thành phố, phố đông lắm. Đông lắm, Ocean Park sướng. Mình cứ ở bên ven cho nó vậy. Tư duy người giàu đấy, các sếp thấy là tư duy đúng như tư duy người giàu ấy. Ocean Park bây giờ mỗi căn nó có mấy chục tỷ mà, đáng bao nhiêu, nó mấy chục tỷ. Tài cái xe của anh Kiên. À, không thua á. Vâng, nó đi nhá. Đấy, lóc lóc cóc, đại đại ca vẫn cứ phải là mà vẫn cứ phải là vali, vẫn cứ phải là lên đường. Vâng, vâng ạ, con chào bác nhé. Vâng, vâng ạ. Vâng ạ, cháu chào cô, chú ạ. Anh Nguyễn Sơn, anh đang hỏi là chiếc SH 30H5511 còn không bạn? Anh ơi, con này vẫn còn nha anh nhá. Vẫn còn đấy ạ. Con đấy là bán qua là bán ra. Con 551 bán rồi. Vẫn còn qua like rồi, con xe màu cà phê bán rồi, 5511. Một còn... đại ca giả có 78 triệu thôi, vừa uống bia vừa uống này, kia ơi bán anh đi, anh mua hết giá rồi, bảo vâng anh cũng uống bia đi. À, hôm sau là một ông anh giả 78 năm, thế là xong, thì câu chuyện đơn giản. Ờ, xong rồi anh, vẫn xong rồi, còn bán rồi, hôm qua anh làm video. Vẫn còn trên này thấy không, vẫn còn. Hát màu cà phê gì? Vâng, 5511. Hôm qua anh làm video rồi, anh làm video trên này rồi. Thế anh ơi bán rồi nhé, tại vì không ấy xóa, vẫn còn. Làm video rồi. Cảm ơn các anh, các đại ca là 466 người đang xem nhá. Đấy, anh em qua trên này để chuyện trò tí này. Trương Nguyễn Kim, con Dream 32 biển bao nhiêu chú Kiên? Con mình, đấy. Mình báo rồi con Dream rồi mà nhỉ? Con Dream nãy mình báo con rồi. Con đấy là bán 21 triệu nào. Mình báo rồi, 32 này này. 20 triệu 500. Bán 20 triệu nhá. 20 triệu. Ê, vẫn bên cạnh những chiếc xe SH này, ông có thể quay vòng vòng sát sát ở đây cho con này, nâng 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 tay lên đấy. SH này 82 này, Z400 này, sao lâu quá không bán nữa, anh em ai bán thì đến để giảm giá này. S để cái vòng khách này nhá. Ok, có anh vào đây phỏng vấn anh thế nào, ông anh thế nào, người đẹp đâu ra đây nào, người đẹp đang nấp à. Một con Dream là biển 90 là bán rồi nhá, cho các sếp vào đây ông anh. Ngại. Xem là ngại, ok rồi, ok. Em Huy cho viết giấy đi. Con Dream biển 90 đầu lai này mình bán rồi nhá. Bán cho một anh nào rồi. Anh Bùi Khánh, anh bảo tìm mãi con Dream biển 1979 không thấy à anh, con đấy bán rồi anh ạ. Con 1977 79 đầu lai là đã một anh ấy đã đến đón nó về rồi. Đã đem bán lại cho mình con lít thì sao đánh tháo. Ây à, ông anh đẹp dài quá nhỉ, anh mới bắt tay của anh ấy. À, anh ở trong đấy là, rồi, vâng vâng vâng. Ông đừng quay, anh không thích quay. Thôi, không, anh ngồi đây không quay, không quay. À, nhòn tí thôi, không quay. Thế lúc anh em các anh ngại đúng không? Ok. Thế rồi anh uống nước cho tự nhiên, ngoài nóng. Ngồi đây là bầu trời ngoài kia rất oai, trong này rất là mát, điều hòa. Nguyễn Hoàng, anh ơi nghỉ ăn cơm đi. Ok, ok Nguyễn Hoàng nhá. Cảm ơn 473 người đang xem nhá. Anh em lưu ý là bởi vì là mình ở khu vực anh em ở chợ xe này, ở trung tâm anh em cứ tới địa chỉ 52 Chùa Hà này là quả là địa chỉ anh em vào thẳng nhé. Là có ở ngoài đấy có ông đang quay, ông là người đón, ông bà đón trực tiếp này, và anh em đón. Và những tất cả nhân viên mình cũng đeo thẻ hết đàng hoàng đón. Đấy, trực tiếp này anh em là ai mà tiếp xúc mà đối xử mà ăn nói mà không ra gì chứ hãy cứ báo lên mình. Bởi vì theo quy định là khách hàng phản ánh là mất 1 triệu rưỡi một người. Tất cả anh em dịch vụ không tốt, cũng như là đây qua đây cũng ngoài ra nói chuyện với mình và công việc của doanh nghiệp mình và các doanh nghiệp khác, hầu như các anh em chủ doanh nghiệp ấy, nếu mà nó phải có những cái quy định, những cái quy luật của nó rõ ràng, vì là đặc biệt là trong một nhóm người là bắt buộc là có luật chơi. Đấy, luật chơi là ông nào mà để khách hàng phản ánh là trừ đi 1,5 triệu, đấy phạt 1,5 triệu. Đấy, còn ông nào mà để khách hàng mà làm ảnh hưởng thì có thể là phạt không những 1,5 triệu là còn đuổi việc. Đấy, bởi vì cái quan trọng nhất là liên quan đến luật chơi phải có. Ok, bạn, chào Đinh Khoa nhá. Bạn Điệp Huế, bạn đang hỏi con 99AA liên doanh bao nhiêu tiền? Con đấy 11 triệu nhá, 11 triệu. 11 triệu 400, con đấy tháng 11 triệu. 19. Đấy, anh hạ giá cho anh em trên live đấy.
Thế ông quay các đại ca đấy, con biển 90 đang dắt ra đấy. 11 triệu nhá, đấy. Bạn để toàn các dân chơi nhá. Trông sành sỏi lắm. Đấy, nhìn trông ác lắm. Anh em đi từ từ Thanh Hóa ra nhá. Sếp đấy, ông quay lại em anh em nghe, kính ngại. Vì rất nhiều anh em cũng ngại lên sóng. Cảm ơn 462 người đang xem nhá. Anh Nguyễn đang bảo cho em xem lại con spin trắng bên nhà để em cọc luôn. Bọn em vừa quay video. Anh Nguyễn ơi, thế liên hệ với chị Quỳnh nhá. Anh em để lại số điện thoại cho mình. Để bên bộ phận bán hàng sẽ là người like trực tiếp, hoặc anh em gửi Zalo cho Facebook đang phát trực tiếp nhé. Gửi Zalo cái xe đấy. Em mua xe gì á? Em quay ông quay đi. Nguyên lưỡi nhỉ? Ok. Điện 8 bán bao nhiêu đây? Winner. Ông em biết anh Kiên chưa? Chưa đúng không? Em biết rồi. À biết rồi, ừ ngại nó. Ok. Anh có thể quay em được không? Phỏng vấn được không? Ờ thôi à, ngại đúng không? Hơi tế nhị chút. Thì rất nhiều đại ca cũng là rất là tế nhị. Nguyễn Hoàng. Em nước đi, em rót này, cho em một chén nước đi. Em ở Hải Phòng nhưng lúc nào anh chị lên sóng là em rất thích và theo dõi. Cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng nhá. À, nhưng anh em ai ở xa nên có những chiếc xe đợt này mình cũng đang cần, rất cần những cái xe đặc biệt là 82 rồi Dream Thái hoặc Win. Win hiện tại là rất nhiều anh em đang hỏi, mà Win đẹp vẫn rất cần. Hiện tại mình cũng không săn được Win. Thế về Win nào là bán luôn con đấy. Rất là, hiện tại rất là muốn mua những chiếc xe Win nhá. Anh em có những chiếc xe Win rất là thích. 82 đẹp, Dream Thái đẹp, Dream Việt phải đẹp nhá, phải thật đẹp nhá. Những xe này đi để giữ không giá trị. Những xe mà đi mà lại giữ gìn không có giá trị. Chỉ những xe là phải hầu như cất phòng khách đi dùng cẩn thận thì mới có giá trị nhé, các sếp nhé. Đấy là chị Quỳnh, người trực tiếp đang trực tiếp chăm sóc khách hàng nha. Long đây trực tiếp vẫn đang nghe, trực tiếp vẫn bộ phận đang săn xe. Ngày nay cũng mấy Nhung, Đồng Nhung và như Nguyễn Nhung đang hôm nay nghỉ. Green Thái nhá, biển 26 vẫn còn anh ạ. Con đấy 150 mấy triệu nhỉ? Sao anh không thấy comment? Con Green Thái 150 triệu nhá, có gì ra lòng tí cho mày. Ok, để lâu quá rồi. Thật ra thì nhiều anh em là cũng hoành tráng lắm, nhưng mà là nó nhiều tiền cũng khiếp. Nhiều lúc là các đại gia vẫn cứ nhiều tiền, vẫn cứ phải hỏi qua ý kiến vợ. Là lại là vợ là không chi tiền là chỉ có thua. Anh ơi, cái con mà đúng rồi, mình phải nghe vợ thì mình mới giàu. Có là chính xác. Dây tím mình còn không nhỉ? Có dây tím mình còn không? Dây tím bán rồi nhá, dây tím qua like bán rồi. Cũng chia sẻ với các đại ca là những chiếc xe là mình like ấy, hầu như là mình tiếp cận giá thị trường. Thế cho vì thế cho nên thì cái anh em là cũng cọc nhiều, nhưng anh em xem sau là hầu như cũng không, hầu như là cũng còn ít lắm. Tức là cái tỷ lệ chốt đơn cũng phải đến 50% đấy, cũng còn rất ít, không còn nhiều. Cảm ơn vẫn còn 486 người đang xem nhá. Anh Thạch Hoàng, anh đang hỏi là có con 8290 nguyên zin không bác? Còn mà anh em em vừa like. Mới có 82 là vừa like, có mỗi một con xe hai mấy triệu là máy chạm nhá, con đuôi 2858 đấy. Mời cả nhà uống nước. Văn Thường, chào anh Kiên Thuyết Thiết nhé. Đấy. Quỳnh đang tư vấn đấy, Quỳnh đang tư vấn. Tại vì lâu quá. Lâu quá thì khách bảo là chưa lấy được thì thôi cũng cáo nghỉ trong mỗi nào. Đây được lấy sau. Dạ. Khách không biết đấy. À. Ok. 84 triệu ạ. Sao? Ơi con cần. Ok, vâng. Ông chào mọi người đấy. Chào mọi người. Vâng, để ông cũng mệt rồi. Đi nghỉ trước để ăn cơm. Vâng, ông đi cơm nhá. Cảm ơn năm trong người đang xem. Anh Trọng Lương Vũ ơi, con Dream lùn đấy chưa anh nhá? Vẫn còn đấy ạ. Ok, đây đang viết giấy con Winner ABS. Winner ơi. Anh đang bảo là quay cho anh xem mấy con lại mấy con Dream 60-70 triệu. Có con 60-70 triệu đấy, cọc chưa mà thấy dắt bên kia đấy. Anh ta lát em tắt máy quay lại nhá. Sếp đang luôn Dream Việt đấy. Sếp này đang ở trong Thanh Hóa ra đang luôn Dream Việt đấy. Mà đã xong mang sang bên nhà. Ok, cảm ơn 496 người đang xem. Cường Vũ bạn cho anh hỏi con Win biển 35, Way biển 35 mua 82 bán cho ông 9 nhật để anh lấy cũng con Way được không, được không luôn được không, bán cho con Way biển 35 mua 82 bán cho 9 triệu đi để cũng ngon anh ơi, bán 92 anh nhá. Ôi trời ơi, lan tan làm gì, có 200 bạc anh Cường Vũ ơi, mình là dân chơi.
Anh Cường Vũ chưa trả lại em đi, bán 92 quá rẻ rồi. Bán 9 triệu nhạt lắm anh Cường Vũ. Cường Nhất Nguyên, con dêm biển 29N. Quay lại, đó đi anh thút thít. Thì bớt từ hôm qua mà không trả lời. Con 29N 9911 đấy mà. Dung ơi kiểm tra 29N 9911 à. Được gì mà anh? Ừ. Này, chính chủ tên em đúng không? Chính chủ tên em. Con 9911 là 35 triệu 500 anh ơi. 2001 anh ạ. 29N4 9911 35 triệu 500 nha anh nhá. 500. Con đấy máy chất lắm. Ôi đây chụp chân dung đấy. Đấy mình cũng vừa quay xe đây này, lăn vân tay này. Xe chính chủ tên bạn ấy. Đấy trực tiếp ấy. Đây của Winner dân chơi. Bằng lái xe. Bằng lái xe bảo hiểm đầy đủ đúng không? Nhật đúng không? Nhật. Em 201 đấy lăn vân tay nhá, mình còn làm cả thủ tục lăn vân tay này các sếp này. Anh em buôn bán như buôn ô tô. Buôn bán phải lo làm gì thì mình bán được vạn xe cho khách thì chả bao giờ phải lo. Chả lo bây giờ đấy mua bán vui vẻ đúng không anh? Đấy con Winner của em đây nhá, của Nhật nhá. Đây mình quay con Winner X của Nhật đây bên này này. Lát nữa mình quay cho con xe biển 30N4 đây này. Con này rẻ quá, con này mua rẻ. Con này mua có 235 này các sếp này. Winner ABS này các sếp này. Đấy của Nhật đấy. Winner X ABS này mua có 235, các sếp nào quan tâm thì ăn con này đi. Mấy anh em thanh niên chưa đâu rồi, em đã lên từ 88 này Vĩnh Phúc này. Ok. Đây ABS nhá. Winner. Đây chip 7000. Ô đô bao nhiêu? Đó, chip có 7000 con này á. Ô tô ta có 7000 thật đấy, xe đi 7000 cả đấy. Các sếp ạ. 7000 cây thật đấy, mình tưởng sao con này phải hơn vạn, 2-3 rưỡi thì rẻ quá nhỉ, con xe này. Rẻ thế nhỉ. Mua 2-3 rưỡi rồi nhá, các xe anh em giải quyết ông nào anh em cộng 3 triệu con này nhá. Đây mới đẹp, máy ngon. Winner đấy, cái này xước qua đi lông chứ không phải xước xe đâu nhá, xước sơn đâu nhá. Có một vài nốt nhỏ nhỏ chỗ này vào thịt để chỗ này đi lông bóc ra là hết. Đấy trời, rẻ quá. Đây chỗ này xước tí này, cũng bị xòe nhẹ tí này. Xước rồi nhưng không bị đâm. Thế tốt lắm rồi. Ok. Ông đi ăn cơm đi. Đấy. Mua 235 này cộng 3 triệu nhá. Đây này, con này quay lại ông anh giả đây mua 82 này cộng 1.92 này. Này, trắng nõn này, các sếp này. Đấy này, nhìn đi nhá, xe nhá. Hơn 4 vạn này. Này, chìa khóa xịn này, vuông vành bánh tam nan vàng ươm này. Đấy cho các sếp xem nhá. Hơi ghẻ ghẻ cái này thôi, không quan trọng đâu. Vấn đề đâu, đây máy zin này. Đấy nhá, hình thức đẹp chưa? Mua có 8 triệu 2 bạc. Quá rẻ cho một công trình. Con này chưa có người cọc nhá. Chưa có anh nào cọc nhá, mua con này 3 triệu rưỡi nhá, cọc 1 triệu rưỡi nhá. Đấy con này mua 8 triệu 2 cộng 1 triệu. Ok, à đây con 90 Hà Nam Phủ Lý. Ok, cảm ơn anh nhá. Đấy. Hôm qua là chở con bán tải lên Hà Nam lên đây và muốn giao lưu ý kiến, đọc 35 triệu. Con này cuối cùng bảo thôi con này ông xác định dưới 30 đi. Mãi sau ủi vất vả. Tí nữa không bằng mãi đến thùng này. Thế thì cả muộn quá. Cái giật tiền nó mấy cái được. À được, không có like được. À không xem like à? Anh không biết thì không biết được chốt. À rồi rồi. Không anh cứ gọi điện. Anh gọi điện cho số tài khoản nó phát là chốt luôn. Anh à, em bảo này chết. Các anh nhá, cứ lấy số điện thoại ở trên cái Facebook đang phát trực tiếp này. Anh điện thoại phát là anh chốt con này, thế là gọi điện đấy, đôi này mày cho anh số tài khoản anh chuyển khoản, thế là xong. Anh nhá. Thế có gì đâu, nó cần gì được anh cứ nhắn tin trên đấy là rất khó. Ừ, em ấy lắp anh gương. Thế con này là toàn để cho anh. Là giá là 268 cũng mỏng. Chia sẻ anh mỏng ấy. Đúng rồi. Anh ơi, chất lắm, con xe chất. Vâng, xấu. Thế con này được. Chốt rồi giờ thích nó mình cũng không like được, mình không biết được chốt. À, anh cứ gọi điện là ok. Ai à, sếp. Gọi điện vào máy điện thoại chốt con này mày gửi danh số tài khoản của em Kiên đấy. Số tài khoản của em là 6252888 đấy, xong béng luôn, bắn tinh tinh nữa. 1 triệu 2 triệu là con xe của anh luôn, có gì đâu. Thôi nó là cái duyên. Nhưng anh ơi con này chất đấy mà giá rẻ. Đọc em 35, anh em cũng chia sẻ mà. Cảm ơn anh em ở Hà Nam đến lấy con này nhá. Cũng một con uây về rồi, xong là bán con này trở lên
đọc 35 ở con xe này mình bảo mình cũng phân tích, anh em cũng thuyết phục. Đấy. Chú ảnh đi, chú ảnh đi. Anh về Hậu Lộc à? Đấy, anh em đi từ Hậu Lộc ra đấy. Đi một hôm trước em nên đây bây giờ 2003 Edo ngày nên đây lấy. Bạn Tươi Tống không hiểu. Him trước em chốt chiếc xe GM 29D1 ED rồi, nay 22 à, ngày 2 em lấy. Ok bạn Tươi Tống ơi. Con này mua bao tiền đấy? Mua chốt luôn. 2 3 rưỡi đúng không? 2 3 5 đúng không? Ok chốt con này mua 2 3 rưỡi đấy. Cộng 3 triệu con này đấy. Đây chủ xe đang trong nhà, đây đây chủ xe này. Chủ xe đấy, chính chủ tên bạn đấy, em nó luôn đấy. Đấy. ABS đấy, con này mới 4 mấy triệu, mua 2 3 rưỡi rẻ. Không hiểu có rẻ đấy. Đi mới lại chạy 10 năm không hỏng, mới đi có 7.000 cây thì hỏng sao được. Đúng không sếp? À vâng. Ok, anh cứ mua con tạm tạm này xong rồi anh chốt con đẹp hơn thì anh em nó mới vui hơn. Chứ anh mà lấy con đẹp thì anh tắt like của em thì đương nhiên là lại mất. Em lại... Từ năm 2010 đến giờ. À, cũng xem em rồi đúng không? Anh xem từ năm 2010 đúng không? Anh có cái mic ở trong nhà đấy, mic trong nhà anh lấy ra đây. Có cái mic trong nhà đấy, sợ nó hơi nó bị rối đấy. Còn nó không tắt đi là rối đấy. Cảm ơn 45400. Ok, Hòa Huyền. Hôm qua em qua năm 2 chùa Hà xem con 8290 biển K47. Em hỏi nhân viên máy đã chạm nên em không dám mua con 35. Vâng vâng, anh đi nhá, cảm ơn anh nhá. Thế anh cũng không biết đường để nhờ đại ca này dẫn đến. Kệ không sao nữa, dân chơi nữa đấy. Chụp ảnh đi em, chụp ảnh. À. Ngay chụp ảnh nhá, nhưng mà lên hình thôi. Lên hình thôi. À rồi, về nhá. Cảm ơn anh. Đấy, toàn Hậu Lộc anh ra đấy. Ôi giời ơi, dân chơi. Thạch Hoàng con nào mà nhà con biển 8290 mà ca đấy 4477 ông nào mà bảo là máy ra máy chạm con 35 triệu ấy. Ông nào tư vấn để anh xem này. Anh Thạch Hoàng này. Ông nào tư vấn đấy. Ok cái con xe biển N4 30N4 để mình like lại con xe kiểm tra xem con 30N4 không con 82 nữa. Ba mấy triệu làm gì có 30N4 còn nào nằm chỗ nào. Đây là xe này mình tìm lâu vết đấy. À đây 30N4 này. Thế quay này còn anh em ở một bạn anh ở 30N4 được không nhỉ? Để xem con này đi. 35 triệu con này đấy này. Đây bẻ này cho nó mềm tay. Đây nhá. Long đanh nhá 35 triệu. 30N4 này. Đầu to nhá. À không 50 triệu chứ không phải là 35 triệu. Đẹp thế này. Xin lỗi các sếp chỉ lại 35 triệu. Đây. Thế nó trắng nõn là non này. Đây các sếp này năm con đấy là 50 triệu đấy sếp nhá. 30N4 đây này, 46461 này. 50.800 này. Là mua là bán là 50 triệu. Tháng 10 2010 là 10 này, lốp còn này. Con này là em mua con này cũng hợp lý, con này mua có 4 mấy triệu thôi. Con này em mua có 40 tính ra là mua 43 triệu này. Thôi mua 43 cộng 6 triệu cho các sếp nhá. 6 triệu là 49 triệu. Đây này. 50.800 này. Mà em đã cộng lên được 8 triệu này. Còn là 51 triệu thì em bán được cộng 6 triệu nhá là 49 triệu. 30N4 nữa các sếp ạ. Đây. Đây mua 43 triệu rồi, bán 49 triệu các sếp ạ. Đây đầu to này, con này hôm mới có mua có like, có ghi có like này. Đấy sếp nào làm con này mới đét này, lốp còn nhá, lốp zin đét này nhá. 2010 máy đây. Máy trắng nõn như hành luôn, máy đây. Trời. À. Ui giời ơi, máy đây. Nó là đẹp gắt luôn. Anh em đến trực tiếp đây còn đẹp nữa. Đây còn con 82 để cho anh em con 82 cho con nào. 82 35 triệu nha. Đây K4441 đấy 82 90 đây. Anh à, như có anh cọc rồi.
Con này cào cọc rồi nhá, có một xếp cọc rồi. 8290 này, con này 8290 máy nguyên mà sao máy. Có anh cọc rồi. Có mỗi con này máy ra đây các sếp nhá, biển tứ quý máy ra nhá, còn bọn này là zin hết. Riêng mấy con 82 này zin đét 100% hết. Em nhớ con kia là em mua được rẻ này, nó thích cái biển quá thì mua thôi, còn mấy con này zin hết. Đây đợt em, sướng các anh về sau này. Này, những chiếc đợt em. Con này cọc rồi này. Đấy đây vừa like các anh nào vào sau thì lại tiếp tục xem lại like nhé. Nãy em mới dùng đã like hết lại từ đầu rồi. Đây, xe zin này. Đây, zin. Con zin này hơn 40 này, con zin này hôm ấy mua trực tiếp đầu máy 823 là có hơn 40 triệu, ngon phết. Máy ngon này, có hơn 4 sỏi thôi. Đấy. Máy nghe sướng cả lỗ tai. Đấy, thịch. Một thời gian khó. Sướng lắm, gà sướng mút mùa luôn. Đấy. Future này cũng là future đẹp, có con hơn mười mấy triệu rồi, hơn chục thôi. Đấy, SH này. Cho các sếp xem. Chào Hoa Huyền nhá. Anh nào mà thích con nào trên này là bán luôn, báo giá luôn này. Đấy, giờ em. Xe này toàn xe chất đấy nhá, toàn xe đẳng cấp, con này 170 triệu này. Các sếp nào mà quan tâm với con này này. Zin tái 170 triệu nhá. Đây phấn này. Đầu bò này. Vàng ươm. 170 triệu nhá. Vàng ươm luôn. Đấy. Đẹp lắm. Chấm hết cuộc đời luôn. Phấn. Nhìn đợt em. Rất nhiều đợt em. Đây đi mấy con đàn trong kia, mấy con win dựng dựng là cọc hết rồi nhá. Một nơi quay trong đấy, khu vực đấy là khu cọc. Cọc hết rồi, em tắt cái quạt đây đi. À thôi cứ bật để cho các anh cho thoải mái, cứ bật cả ngày luôn, quan trọng. Nhà có điều kiện không quan trọng, để các anh vào đây các anh mát. Các sếp vào đây xem xe nó mát. Đây nhá, đợt im. Đấy con này 3.000 cây này, biển 88 này, Hoàng Dung mua 68 triệu này. À không phải, con này VAP, con này báo rồi. Đấy con này là báo đấy, báo 4 mấy triệu này, 45 triệu không phải. Con biển 888 3.000 cây ở góc nào ấy. Đấy con M này mình mua 54 triệu này, hôm mình live trực tiếp ấy. Mua 54 triệu mình có xem video trực tiếp ấy. Đầu tiên đòi 58 vẫn mãi xuống 54. Con này cộng 4 triệu là 58 triệu này. Con này bố cụ đã đòi 60 triệu này, vẫn mãi xuống 49 rưỡi này. Đấy hàng siêu phẩm đấy các sếp ạ. Ai mua con này thì lại cộng thôi cộng 4 triệu thôi. Này đi vài vạn 8. Chủ xe quý như vàng, kinh khủng. Trắng nõn này, ướt nhè như kiểu sơn lại, sướng thế. Sướng thế là như kiểu sơn lại các sếp ạ. Đấy. Đây mấy con này cọc hết rồi, cái dãy này của em là cọc hết rồi. Mấy con Jim này cọc hết rồi. Rider Win nó cọc hết rồi. Quay Thái cũng cọc à. Thấy một gym đẹp, 82 đẹp. Cọc hết bọn này cọc để chờ ngày lành tháng tốt để đưa em nó về dinh. Để về đến tay các anh. Đấy, rất nhiều đợt gym nhá, nó thật ra. Nên mình bán hết, chả có gì không bán, ôi vợ con để lại thôi, bán hết. Đấy cho các sếp. 82. Đấy, một thời gian khó nên vẫn nằm đây đấy. Những con xe này còn những người chủ cũng người còn người mất. Ai mà thật sự giữ gì mà không rượu bia thì còn sống rất là lâu. Đấy bác nào rượu bia thì chắc là không còn nữa. Đây xe này của sếp chủ tịch huyện vẫn còn sống nhá. Sếp. Đấy. Đây xe 150 triệu con này này. Vẫn cứ đầy bọc dán dính mang dính cẩn thận, không vừa để này. 1 vạn 2 này các sếp này. Giờ đây em đi có vạn 2. Em nó sản xuất 593 mà vạn 2 thì đừng hỏi vì sao, kinh khủng. Lấy đâu ra? Có mà lấy đâu ra? Lấy đâu ra những chiếc gym này? Chiếc này, tem hồng này nhá. Ước mơ. Đúng là quan chức mới có lốp gym này, lốp gym giày bịch này. Lốp gym theo xe đấy. Biển 234 này. Kìa. Sông rất là cảnh quê đi đường này, có con xe này chả đáng bao tiền. Con xe này coi thường, ông này ông nghèo, nhưng mà thật sự ra nó là một thời mơ ước, một thời đấy.
Này, hộp xích như kiểu sơn lại luôn. Kinh khủng. Tám hai, những con tám hai này đẹp không? Ta xếp nhìn này chéo chéo. Rồi. Một thời để nhớ. Ok, cảm ơn 453 người vẫn đang xem nhá. Con diêm cáo bóng này vẫn chưa anh nào cọc nhỉ? Con diêm cáo bóng này chưa anh nào cọc nhỉ? Con này mình bán có 2-3 triệu dân diêm máy diêm mà chưa ai con diêm cáo bóng chưa cọc nhỉ? À, chưa nhỉ? Chưa ai cọc nhỉ? Tiếc nhỉ? Mình con này mình mua rất hợp lý, mua có rất rẻ, mua có 20 triệu. Bớt lọc được mấy trăm. Con mình bán là 2-3 triệu mà con này diêm cáo bóng. Đây vẫn quay, cảm ơn các anh nhé, vẫn cho các anh chiêm ngưỡng chiếc xe Jim Thái mới đi 3.000 km rồi nhé. Các anh vào sau có thể người biết rồi người không, cho các anh xem chiêm ngưỡng những chiếc xe Jim 3.000 km đấy, nó còn nằm đây, chắc là Hà Nội cũng chẳng còn đâu này. Hà Nội chẳng còn nữa đâu đấy. Mình bán là 360 triệu nhá, 360 triệu con Jim này nhá. Đấy, hồi tưởng lại một thời gian khó này. Tôi có xếp xem. Start đỏ chót này. Đúng là một thời gian khó. Kinh khủng. 3.300 cây kim đỏ chót. Khiếp khiếp khủng. Yên. Ôi. Dìm. Lốp dìn nét này. Kiểu quá này. Lốp này. Tuần thứ 36 năm 2000. Kinh khủng. Đấy lốp các sếp ạ. Cho các sếp xem cho nó sướng cái cuộc đời. Đây, nhìn cái mõm rìa này. Trời ơi, nhò mọng căng. Trời ơi. Đây, những các anh vào sau. Những anh chưa xem thì cho các anh xem nhé. Đấy, một thời gian khó này, nhìn cái lốp máy. 3.000 cây cho các sếp nhá. Jim Thái 3.000 km thì dành cho giới siêu giàu. Thật sự ra anh em phải biết, phải máu mua mới mua được con này. Vượt qua cả nỗi sợ hãi này thì mới mua được con này nhé. Vượt qua nỗi sợ hãi. Vừa mấy anh em mà vừa bắn vừa run thì không dám bắn con này luôn. Xe này cũng là có một đại ca ở trong miền Nam cũng gọi điện nhưng mà thấy lần sau không thấy gọi lại. Trả 150 rồi mình không bán. À, trả 350 triệu mình không bán con này. Mình bán con này là 360 triệu nhé. Các sếp nào mà tiếp tục quan tâm ấy thì chơi con này. Đây chìa khóa này. Bé teo teo chìa khóa zin nhé. Đây những anh em độ xe nhớ học lại những con xe này. Lấy chính những con xe này mà học lại nhé. Chìa khóa bé tí. Mới đét. Xe đi 3.000 km. Đây nhé, mở yên. Cho các sếp xem. Trời ơi. Vàng ươm. Trời ơi. Đấy. Quá mới. Quá là đẹp cho một cuộc tình. Đấy. Con Jim 78 qua mà Việt trực tiếp một á hậu ở 18 nhá. Mua là con này là 58 triệu của anh Chiến nhá. Qua mình like trực tiếp con xe hôm nay. Biển 18. Em nó đến từ Nam Định. Á hậu cũng cho về Kinh Thành này để dự thi nhá. Con này mình bán 62 triệu nhá các sếp nhá. Đầu bò rất đẹp. Đấy các sếp nào quan tâm con này mình mua 58 thì mình có like trực tiếp ấy. Lốp còn zin cả đôi nhá. Lốp 201 mình zin cả đôi luôn. Kiểu 8.000 cây nhá các sếp. Xe đi 8.000 cây nhá. Zin đét. 8.000 km. Anh Chiến ấy chia sẻ bài này cho em. Anh em anh Chiến ở chủ xe này nhá, anh Chiến chia sẻ bài để cho em nó về bên nhà chồng mới. Đây, lốp này. Tuần thứ 39 năm 2011 này. Lốp dày. Cũng là hiếm rồi, không còn nữa đâu. Mình mua 58 triệu nhá, mình bán 62 triệu con này nhá, các sếp nào quan tâm này, yên này. Trời ơi, mặt yên này cho các đại ca xem cái mặt yên. Ôi trời ơi, xe là xe ơi. Em ơi. Xe là xe đây, khăn mặt thơm phức. À.
quá chất luôn đấy. Cảm ơn anh xem video này nhá. Em xin phép kết thúc lại đây, để đi cơm này, cơm rượu thôi các đại ca. Các đại ca chắc bây giờ nghỉ rồi. Em ai có nhu cầu mà muốn mua bán xe nhá, hãy đến thẳng cái địa chỉ này nhá. Đây địa chỉ bên mình là địa chỉ chỗ đoạn 300 Cầu Giấy này, gần chỗ này. Đấy vào chỗ này nhá, vào anh em vào thẳng đây nhá. Đấy tất cả nhân viên mình đều đeo thẻ hết đấy nhá. Đây ông Đức này là ông đeo thẻ chưa? Đây là nhân viên mình là đeo thẻ đi nhá. Nguyễn Văn Đức, đấy, anh em nó đứng ra đi đón tiếp các anh. Đấy em nó rất là nhiệt tình, đấy trưa nắng vẫn phải tiếp tục phục vụ anh em. Đức chào đây các anh ơi. Đấy xin phép kết thúc live ở đây đi. Cảm ơn tất cả các anh anh em. Ok đợt em đúng không? Đúng em biết anh rồi đúng không? Quay như xem xem quay à. Để cân đối cứ ngắm nghía đi ông em hả. Còn này ốp biệt thự được ấy, để nhà dành cho các nhà quan nhất Hà Nội rồi. Ok.